Tôi là Tiêu Tình. Tôi đã kết hôn với một người đàn ông không quen biết ngay lần gặp đầu tiên. Đây là thẻ tôi đã làm cho cô. Mật khẩu là 666. Cô muốn tiêu bao nhiêu tùy ý. Bây giờ tôi đang vội đi Mỹ công tác. Sau khi tôi trở về mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi cũng có đủ tiền tiêu rồi. Đưa tiền cho tôi ngay khi nhận được giấy chứng nhận. Anh ta không phải đang đối phó với việc người lớn giúp anh ta kết hôn sao? Hay muốn có cuộc sống hạnh phúc với tôi? Bà nội đã không chăm sóc tốt cho con, khiến con chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng suy cho cùng, đích đến tốt nhất của người phụ nữ vẫn là kết hôn. Hành Giang là cháu trai của bạn thân bà nội. Cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho cháu, miễn là điều đó khiến bà vui vẻ. Giả sử điều đó không sai, bà ơi, chúng con đã nhận được giấy chứng nhận rồi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Chúc mừng cô. Chiến tổng sẽ đến bây giờ. Chiến tổng đến rồi. Kính chào Tổng Giám Đốc. Đây chính là Tổng Giám Đốc của chúng ta. Người này hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Em thấy chị cứ nhìn chằm chằm vào Chiến Tổng. Đừng nói là chị kết Chiến Tổng rồi đấy nhé. Để em nói cho chị biết, trong công ty đã có vụ nữ thư ký cố tình tán tỉnh Chiến Tổng, bị gọi trực tiếp lên nói chuyện và sa thải. Chị không có ý đó. Ôi, đó không phải là gạ tình sao? Cô ta có thể là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Đây phải là theo đuổi không thành công. Sau đó thường xuyên nói chuyện với người bạn thân. Hoa Hoan, có thể anh không biết đó. Loại phụ nữ này bây giờ đầy ngoài kia. Hơi có chút xinh đẹp thì muốn gả vào gia đình giàu có. Chị đừng nói chuyện với thằng ngốc này. Có tin tức quan trọng đây. Tổng Giám Đốc sẽ chọn một người giỏi nhất trong số 20 người để cùng tôi làm trợ lý đặc biệt. Cố lên! Vào đi! Tổng Thư ký Trương đã cử hai người xuất sắc nhất đến cho Tổng Giám Đốc ạ. Chào Tổng Giám Đốc, tên tôi là Lâm Đại Đạt. Tôi đã làm việc ở công ty được 5 năm rồi. Chú tôi là Inge Young. Tôi sợ nhất là con ông cháu cha. Mình vẫn luôn nghĩ mình từng gặp anh ta ở đâu rồi. Còn đứng ngay người ra đấy làm gì nữa. Chào Tổng Giám Đốc Chiến. Tên tôi là Tư Tình. Cái tên này sao quen vậy nhỉ? Hãy để cô ấy ở lại làm trợ lý cho tôi. Cô sẽ làm trợ lý cá nhân cho tôi. Trợ lý cá nhân? Trợ lý cá nhân? Bắc Bình, cháu làm chồng như vậy sao? Năm ngoái vừa đăng ký kết hôn đã để vợ ở lại, một mình bay sang Mỹ. Nếu anh không đưa cháu dâu về cho bà. Mùa hè này bà sẽ buồn đến chết trong ngôi nhà này mất. Vâng, cháu biết rồi, bà nội. Cho dù bà không nói, hôm nay con cũng phải đi đón cô ấy. Vậy bà sẽ gửi cho cháu địa chỉ và số điện thoại của con bé. Sau khi tan làm con đi đón cháu dâu luôn nhé. Vâng ạ. Mọi người nghĩ mình cần chuẩn bị gì để gặp một cô gái? Vậy thì phải xem cô ấy là ai. Vợ tôi. Hóa ra Chiến Tổng đã kết hôn rồi. Nhắc đến phu nhân, Chiến Tổng cười dịu dàng như vậy. Chắc hẳn họ rất yêu nhau. Tôi nhớ ra rồi.
Chiến tổng lần này trở về nước đã đặc biệt đặt chiếc vòng cổ ngôi sao bên Ba Di trị giá 200 triệu. Là để tặng cho vợ sao? Đúng vậy. 200 triệu chỉ để mua chiếc vòng cổ, cần gì phải mua gì thêm nữa? Được được. Chiến tổng, phụ nữ thích được tặng gì thì phải hỏi phụ nữ mới biết được. Đồ trang sức, phụ nữ cũng sẽ thích. Nhưng tôi nghĩ vợ anh có thể quan tâm đến anh nhiều hơn. Ví dụ như mua một bó hoa, đưa cô ấy đi ăn tối, xem phim hay gì đó. Ăn cùng nhau sao? Đúng vậy. Tự tình. Nhớ nhé. Chiến tổng đặc biệt ghét cấp dưới có tâm tư tán tỉnh mình. Chị nhất định không được sáu phạm đấy. Cảm ơn chu đặc đã nhắc nhở. Tôi chỉ muốn lương tăng gấp đôi. Ngoài ra không mong muốn gì nữa. Được. Ôi, mệt quá. Cuối cùng cũng xong. Mấy người giàu có này, muốn thể hiện tình cảm còn phải xem phù hợp với người đó nữa chứ. Xin chào, ai vậy? Vợ tôi cũng không biết tên tôi sao? Thành Giang. Sao cái tên này quen thế? Chào anh. Xin hỏi anh có việc gì không? Bối rối quá, thậm chí không nhớ tên tôi trên giấy chứng nhận kết hôn. Tôi là người bạn cũ của em. Mình thật ngốc. Cô ta đúng là người đàn bà dễ dãi. Sao lại cúp máy đột ngột như vậy nhỉ? Nhưng sao anh ta lại biết số điện thoại của mình? Tiêu Tình à, Tử Di và tôi sắp làm xong rồi, đến ăn cơm thôi. Thịnh soạn quá. Tổng giám đốc của công ty hàng đầu chưa bao giờ xuất hiện trước báo chí. Thế nào rồi, anh ấy có đẹp trai không? Đẹp trai thật sự là rất đẹp trai. Chuyện chưa dừng lại ở đấy đâu. Anh ấy còn hỏi về món quà tặng vợ. Anh ấy đã kết hôn sao? Đúng vậy. Anh ấy rất yêu vợ, nhưng tớ luôn cảm thấy anh ấy rất quen. Hình như tớ đã gặp anh ấy ở đâu đó. Cô ơi, đừng quên cô đã kết hôn. Không phải Thượng Cầm cậu vẫn luôn canh chừng tên khốn đó chứ? Sau khi kết chưa từng thấy hắn xuất hiện. Tên khốn đó thật vô trách nhiệm. Tớ thề, sau này dù hắn có quỳ xuống cầu xin tớ, bản tiểu thư cũng tuyệt đối không nhìn hắn cho dù một lần. Nhìn chiến tổng không được vui. Chẳng lẽ hôm qua chiến tổng và vợ có chuyện gì sao? Tổng giám đốc Chiến, trợ lý mới của anh không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng rất xuất sắc. Tổng giám đốc Lưu à, anh quá khen. Cô tôi biết chơi tennis không? Xin lỗi anh, tôi không biết chơi. Tôi có thể dạy cô. Chết rồi, mình đã đắc tội với một khách hàng quan trọng như vậy, chắc sẽ bị sa thải mất. Đồ khốn khiếp. Cô dám dẫm lên chân tôi. Cô ấy là người của tôi. Là lỗi của tôi. Bữa trưa nay tôi sẽ uống 3 ly để trục lỗi với anh. Xem ra chiến tổng không giống như lời đồn. Nếu cô đứng đợi chiến tổng chơi chán quá, thì tôi sẽ ra nói chuyện với cô. Anh đùa tôi à? Chúng ta là đối tác. Anh thật sự muốn vì con khốn kiếp này. Đồ đĩ chuyên đi quyến rũ đàn ông từ nhỏ. Hắn muốn hãm hiếp tôi. Tôi không quyến rũ anh ta. Thảo nào cô ta vào được một trường đại học nổi tiếng như vậy. Cô ta đã ngủ với tất cả đàn ông trong trường rồi. Đồ khốn. Để có thể được làm ở công ty, tôi chấp nhận sự xúc phạm này. Sau bữa ăn chúng ta có thể nói chuyện riêng về nghệ thuật chơi gái. Dù sao tôi cũng là chuyên gia.
Chiến tổng, anh hiểu lầm rồi. Anh nghe tôi giải thích. Từ giờ trở đi, tập đoàn chúng tôi chính thức dừng hợp tác với anh và công ty Kính Nguyệt. Tất cả là lỗi của tôi. Để tôi giải thích. Chiến tổng, tôi sai rồi. Đánh anh ta sao? Anh ấy có trách mình kê nhỉ? Chiến tổng. Chiến tổng, rất cảm ơn anh khi nay đã giúp tôi. Nhưng nếu chấm dứt hợp đồng với đối tác mà bên chấm dứt là công ty chúng ta sẽ gây tổn thất lớn cho công ty. Sai lầm của hắn là quấy rối cô. Đừng như vậy nữa. Hãy nhớ rằng, sau này ai bắt nạt cô phải tự đứng lên bảo vệ mình như một chiến binh. Nếu như chuyện năm đó cũng có người đứng ra bảo vệ mình như anh ấy, tôi chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Cảm ơn Chiến tổng. Tôi biết phải làm gì rồi. Sao vừa rồi bị bắt nạt cô lại không làm điều đó? Tôi sợ bị mất việc. Chiến tổng, lát nữa tôi định đi siêu thị mua đồ làm mấy món đặc biệt. Anh có muốn ăn món gì không? Lần trước gọi điện thoại cho cô ấy, mình nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, nhưng cũng không chứng minh được gì. Vậy tôi sẽ đi với cô. Tối nay tôi muốn mời vợ tôi ăn cơm. Cô đặt nhà hàng giúp tôi. Chiến tổng yên tâm, việc đó cứ để tôi. Wow, chiếc nhẫn này hơn 10 triệu. Ba chiếc túi này hơn 4 triệu. Mình thật sự không thể cảm nhận được hạnh phúc của những người giàu. Ông Lưu bị điều tra vì hành xử tham nhũng, bị tai nạn trên đường chạy trốn, đã vĩnh viễn mất đi cánh tay phải. Có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Lưu vừa gặp khi này đã xảy ra chuyện rồi. Anh ấy nên cảm thấy may mắn khi chỉ mất đi một cánh tay phải. Mọi người đồn đại rằng Chiến tổng có nhiều thủ đoạn rất tàn nhẫn. Đáng sợ quá. Sao lại sợ? Không sợ. Thật sao? Mặc kệ bên ngoài đồn đại Chiến tổng thủ đoạn bao nhiêu, tàn nhẫn ra sao, nhưng tôi biết mỗi khi nhắc đến phu nhân, Chiến tổng đều nở nụ cười rất dịu dàng. Như vậy anh cũng sẽ bảo vệ nhân viên của mình. Hơn nữa, tôi là trợ lý của anh và tôi không phải là kẻ thù của anh. Anh chàng đẹp trai có thể thêm uy chất không? Cô nghĩ tôi là thứ rẻ tiền hay cô nghĩ tôi là loại lăng nhăng? Người ta chỉ muốn thêm bạn úy chắc thôi mà. Cút. Hasi. Phu nhân Chiến tổng phải là người phụ nữ xuất sắc, khiến anh ấy tuy đẹp trai và giàu có nhưng vẫn luôn chung thủy. Chiếc nhẫn kim cương của Chiến tổng đã được đặt trong hoa rồi. Tôi cũng đã sắp xếp nhà hàng và các hoạt động khác sau bữa ăn. Thời gian và địa điểm tôi đã gửi qua điện thoại của anh rồi. Chúc hai người dùng bữa vui vẻ. Không biết phu nhân của Chiến tổng rốt cuộc là ai nữa. Cô ấy hẳn là phải rất hạnh phúc. Bắc Bình, cháu biết không? Bởi vì cháu vừa đăng ký kết hôn xong thì phải đi công tác nước ngoài. Không quan tâm đến vợ mới cưới. Hơn một năm nay rồi, bà già này rất xấu hổ khi đi gặp người ta. Nếu cháu không mang con bé Tư Tình về cho bà, thì đừng quay lại gặp bà nữa. Bà thực sự bị cháu làm cho tức chết đây. Đợi đã. Bà nói tên cô ấy là gì? Tư Tình, con bé tên là Tư Tình. Cháu còn không nhớ tên vợ cháu nữa. Cháu muốn chọc tức ta sao? Chào Chiến tổng, tên tôi là Tư Tình. Thảo nào mình thấy quen quen. Hóa ra cô ấy trùng tên với vợ mình. Bà, hôm nay cháu đến đón cô ấy. Khi cháu đón được cô ấy, cháu sẽ đưa cô ấy đến gặp bà đầu tiên. Lần này cháu phải giữ lời đấy nhé. Không đón được cháu dâu, cháu đừng quay lại gặp bà nữa. Bà nói với cháu này, Tiểu Tình là một cô gái ngoan. Có thể lấy con bé làm vợ là may mắn của cháu. Bà ơi, cháu tin vào mắt nhìn người của bà mà. Hơn nữa, cháu đã kết hôn với cô ấy rồi. Cháu chắc chắn sẽ trân trọng cô ấy. Chiến tổng, anh đi đón phu nhân đúng không? Tất nhiên rồi. Hy vọng em sẽ nhớ tôi.
Đây là món quà tôi đã chuẩn bị cho em. Nhanh lên, nhanh lên, nhà hết nước tương rồi. Cá sắp xong rồi, bạn đi mua chút đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay. Sao đã quay lại rồi? Anh tìm ai? À, cậu là thế nào với cô ấy? Ý anh là quan hệ với ai? Anh là ai? Anh đến tìm ai? Chẳng nhẽ đây là người đã đăng ký kết hôn với mình sao? Sao cô ta dám ngang nhiên dẫn người đàn ông khác về nhà? Quan hệ giữa hai người là gì? Liên quan gì tới anh? Tôi cảnh cáo anh, đừng làm phiền chúng tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Người đẹp A Để, anh ngắm em thật kỹ nào. Ai trông giống Chiến Tổng vậy nhỉ? Bó hoa này trông cũng quen quen. Hai người làm gì vậy? Cậu có gặp ai trông khả nghi không? Làm gì có ai? Mau vào nhà, vào nhà. Hê Si, thanh niên nào lại bị từ chối rồi? Thật uổng phí. Gì đây? Là kim cương thật sao? Ngồi xuống đi. Cậu biết không, vừa rồi có một người đàn ông gõ cửa nhà chúng ta. Chắc chắn là hắn đến từ bằng môn tà đạo nào đó. Hắn hỏi tôi cái gì tôi cũng trả lời hắn thành thật. Này, nhưng mà may là tôi tỉnh táo kịp thời để đuổi hắn đi. Người đàn ông đó nhìn tôi như thể muốn nuốt sống tôi. Khu vực này dạo này bắt đầu xuất hiện nhiều người rất khả nghi. Hôm trước tôi nghe nói có một vụ trộm. Ba chúng ta sau này phải cẩn thận một chút. Tôi sẽ lên mạng mua một cái camera giám sát. Sau này bạn gọi cho tôi sớm vào buổi tối tan làm. Tôi sẽ xung sạch đón bạn. Nhưng người đàn ông đó trông rất đẹp trai. Cô ơi, đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài. Nhưng mà người đàn ông đó thật sự rất đẹp trai. Được rồi, đi, đi, đi. Quên đi, chắc là mình hoa mắt rồi. Hoa tổng tài mua làm sao có thể xuất hiện trước cửa nhà mình. Bắc Đình, Tiểu Tình đâu? Sao không đưa con bé về đây? Cô ta có người đàn ông khác rồi. Cái gì? Con nói gì vậy? Tiểu Tình, con bé không phải loại người như vậy. Đừng có nói linh tinh. Con đã tận mắt nhìn thấy. Thậm chí còn nói chuyện với hai người họ. Không thể nào, liệu có hiểu lầm gì ở đây không? Lần đầu tiên con gọi điện cho cô ấy, con đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông khác. Con cũng tự dặn lòng rằng đó là một sự hiểu lầm. Nhưng hôm nay con đến tận nơi đón cô ấy, con thấy cô ấy đang vui vẻ với một người đàn ông khác. Vậy con định làm gì? Ly hôn. Bắc Đình à, mẹ biết con đang giận. Nhưng mẹ khuyên con hãy bình tĩnh để suy nghĩ cho thấu đáo. Một cô gái kết hôn với một người đàn ông còn chưa gặp mặt một lần. Vừa đăng ký kết hôn xong, chồng lại biến mất. Cô ấy không được gần gũi chồng. Trong thời gian này gặp được một người thích hợp,
hình như cũng không có gì sai. Cho nên họ đang chờ con chủ động đề nghị ly hôn, để nghiễm nhiên chiếm được một nửa tài sản một cách đàng hoàng. Con cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Nếu không, con đã sớm cho đôi cậu nam nữ này biến mất khỏi thành Tương Giang của chúng ta rồi. Con chỉ có một thắc mắc, khi cô ta ngủ với một người đàn ông khác, sao cô ta không nghĩ đến việc để lại chút thanh danh cho con? Tôi đã quyết định rồi. Ly hôn. Hình như mình lỡ lời gì rồi. Bắc Đình, mẹ không muốn cuộc hôn nhân của con lại giống như bố và mẹ lấy nhau chỉ vì quyền lực. Chào cô, tôi là bạn của Bắc Đình. Cậu ta đã say khướt rồi. Trong cơn say cậu ta liên tục nhắc đến cô. Cô mau đến đón cậu ta về đi. Quá nửa đêm rồi, tổng giám đốc hẳn là đang ở cùng phu nhân. Sao lại say ở quán bar được chứ? Chào mọi người, tôi đến đón Chiến Tổng. Cô là trợ lý mới của Bắc Đình sao? Cậu ta may mắn thật đấy. Thật đáng tiếc khi cô lại phải chăm sóc đúng nhà sư khổ hạnh này. Trên mạng đều nói Tề Mộng Linh này là một tay chơi. Này cô đã có bạn trai chưa? Xin lỗi, đây là việc riêng của tôi. Nếu cô chưa có bạn trai, tôi xin mạn phép ứng cử chính mình. Xin lỗi, tôi không hứng thú. Không có hứng thú với tôi, vậy chẳng nhẽ có hứng thú với Bắc Đình không? Haha, chẳng có nhẽ. Bị tôi đoán trúng tim đen rồi sao? Chi thiếu, học cách tôn trọng người khác khó đến vậy sao? Tôi nghĩ anh nên giữ tự trọng. Có phải anh cho rằng tất cả nữ nhân đều thích lại như các anh vậy à? Nực cười. Sao lại để trợ lý của mình ngang ngược như vậy? Ai là người trả lương cho cô ta vậy? Là tôi. Có vấn đề gì không? Tất nhiên rồi. Con người này mới gặp lần đầu, trông hắn ta có vẻ bí hiểm, phải cẩn thận mới được. Tổng giám đốc, anh say rồi, để tôi đưa anh về. Thực dụng. Trong mắt cô ta chỉ có những người đàn ông đẹp trai và giàu có thôi. Còn loại ép như chúng ta, cô ta đâu có thèm ngó ngàng tới. Tổng giám đốc, người anh nóng quá, anh có sao không? Không giống như là đã uống quá nhiều, có phải anh bị dị ứng rượu không? Tổng giám đốc, để tôi đi nấu cho anh một món súp giải rượu. Tổng giám đốc, anh định làm gì vậy? Sao cô lại có cái tên đẹp vậy? Tên tôi là do bà tôi đặt. Mắc mớ gì đến anh? Người đàn ông này đang nói cái gì vậy? Anh ta say thật rồi. Tổng giám đốc, anh nên đi nghỉ đi. Anh say lắm rồi đấy. Chiến Tổng, xúc tỉnh rượu tôi để trên bàn, anh nhớ ăn nhé. Không xong rồi, nhỡ phu nhân Chiến Tổng về giờ này mà bắt gặp mình thì sẽ ra sao? Nửa đêm một nam một nữ ở chung một phòng. Tôi có nên tránh đi không?
sao lại phải trốn? Tôi sợ bị hiểu lầm. Sẽ chẳng ai hiểu lầm đâu. Tôi không có hứng thú với cô. Ai tin được chứ? Có phải cậu lại đi uống rượu không? Không có. Cô tuyệt đối không được để lộ điểm yếu của tôi, nếu không tôi sẽ để anh ta ném cô xuống sông Hương Giang. Nửa đêm nửa hôm tôi lặn lội đi tìm anh về, không được một lời cảm ơn mà còn định dạ tôi sao? Để ngốc biết rõ mình không thể uống rượu mà còn uống. Cậu thực sự không mạng sống của mình ra gì sao? Hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Tâm trạng không tốt thì càng không được uống. Lần trước tổng giám đốc gặp phu nhân, hôm sau tâm trạng không tốt, lần này cũng vậy. Chẳng lẽ tổng giám đốc và phu nhân đang có chuyện gì lục đục sao? Tiêu Tình, cô giúp tôi một việc. Được. Bắc Bình, cởi áo ra đi, để Tiêu Tình xoa thuốc giúp cậu. Làm như người ta thèm lắm không bằng. Tôi đã khỏe rồi thì không cần phải làm vậy đâu. Nếu cậu không nghe, tôi sẽ gọi cho bà cậu. Chiến Tổng, nghe lời bác sĩ Thẩm đi. Tâm Bình, anh làm đi. Tâm Bình không được, tay nó bị thương. Tốt nhất là cậu nên hợp tác. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không làm anh đau đâu. Tưởng tôi muốn làm chứ? Nếu không phải tăng gấp đôi tiền lương có chết cho tôi cũng không làm. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Tôi làm đau anh à? Tâm Bình, đưa cô ấy về đi. Đám đàn ông thật sự khiến người ta không thể hiểu được, thật kỳ lạ. Chiến Tổng, để tôi giúp anh. Chị ơi, hình như chị làm gì chọc giận Chiến Tổng rồi. Chị cũng không biết. Có lẽ hôm đó khi đưa Tổng Giám Đốc về nhà, vợ Tổng Giám Đốc nhìn thấy nên bị hiểu lầm rồi. Cho nên Chiến Tổng mới giữ khoảng cách như vậy. Được, để em hỏi dò xem. Xem ra sau này ngoại trừ công việc, tôi tuyệt đối không thể tiếp xúc với Chiến Tổng được rồi. Tiêu Tình, cô định làm gì? Hình như kế hoạch cám dỗ Chiến Tổng của cô thất bại rồi nhỉ? Anh nên cẩn thận cái miệng của mình thì hơn. Đúng là miệng lưỡi đàn bà, giờ cô còn định đe dọa tôi sao? Nhưng Tiêu Tình, tôi nói cho cô biết, thời gian còn dài, cô cứ liệu đấy, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Được rồi, để tôi chống mắt lên xem. Chiến Tổng, kế hoạch ly hôn tôi đã chuẩn bị xong, cô ta sẽ vĩnh viễn biến mất, hơn nữa phải bồi thường cho anh tổn thất tinh thần 10 tỷ. Tốt. Người có gan phản bội tôi phải gánh chịu cái giá phải trả của sự phản bội. Ngày mai anh liên lạc với người phụ nữ đó để cô ta chủ động đề nghị ly hôn. Con đã hứa với bà không chủ động ly hôn cô ta, nhưng không nghĩa là không được dùng thủ đoạn khiến cô ta chủ động ly hôn. Chiến Tổng, anh tìm tôi. Tối nay cô cùng tôi dự tiệc cưới của Tề Gia nhé. Chiến Tổng, tôi tưởng anh đang giận tôi. Cô không trong hoàn cảnh của tôi, nói cô cũng không hiểu được. Cô Tiêu, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không? Xin lỗi, tôi không biết nhảy. Tôi có thể dạy cô. Trước đây không phải anh hỏi tôi có bạn trai chưa sao? Cô định giả vờ có bạn trai rồi từ chối tôi. Tôi chưa có bạn trai. Vậy tôi có thể theo đuổi theo cô. Nhưng tôi đã có chồng. Lần đầu tiên tôi bị một người phụ nữ từ chối tôi với lý do như vậy. Tôi thực sự không có hứng thú với anh. Giờ thì không, sau này tuyệt đối cũng không. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian với tôi.
Chủ nhà sao không đi tiếp khách đi? Sao lại trốn ở đây thậm thụt với trợ lý của tôi? Hắn đến khi nào vậy? Câu chuyện vừa rồi, anh ta nghe được đến đâu rồi nhỉ? Ôi, xin lỗi. Là do tôi sơ ý không thấy cô đang đến. Cô có sao không? Anh làm trò gì vậy? Làm gì ư? Tôi sẽ giết cô. Bác Bình, cậu thay đổi rồi. Cậu bắt đầu coi trọng nữ sắc hơn bạn bè rồi. Cậu nói gì vậy? Bác Bình làm sao có thể làm người coi trọng nữ sắc hơn bạn bè được? Lại là cô à? Là tôi dẫn cô ấy đến. Có vấn đề gì không? Tôi không có ý đó. Tùy cậu. Được rồi, đi thôi. Chúng ta ra kia làm bài đi đi. Không được, tuyệt đối không. Chiến tổng, bác sĩ Thẩm, cô ấy đã gọi điện thoại cho tôi bảo phải để mắt đến anh. Dặn tôi tuyệt đối không được để anh đụng vào một giọt rượu nào. Bác Bình, cô trợ lý này của cậu từ khi nào trông giống như vợ cậu vậy? Nếu anh kia không nói không ai bảo anh cầm đâu. Tiểu Cường, nhìn xem, anh ta lại bắt đầu bắt nạt tôi rồi. Được rồi, tối nay tôi không muốn uống. Chúng ta chơi trò này. Được, tôi có một đề nghị. Chúng ta chơi chút ở đề thì sao? Tôi đồng ý. Cô trợ lý của cậu cũng phải tham gia. Chỉ cần không mất tiền thì tôi sẽ tham gia. Ha ha, cô gái A. Em thua rồi, nói đi, em chọn thật hay chọn thách? Tôi chọn nói thật. Mê mơn, được rồi, những gì em nói với tôi khi em từ chối tôi tối nay là thật hay là giả? Vậy tôi có thể đuổi theo cô? Tôi đã có chồng. Là thật. Tôi cầm kê cơ là con lớn nhất. Đến lượt tôi, cô Tiêu. Tôi sẽ hỏi cô một câu. Tôi sẽ hỏi cô một câu. Người quá đáng. Nếu ván tiếp theo thắng, tôi sẽ nhường cho bạn hỏi. Tiếp đi. Các cậu thua rồi. Không rõ nên bắt các cậu nói thật hay làm thử thách đây nhỉ? Đừng sửa luật. Hỏi tôi đi. Cô Tiêu, cô hỏi anh ta đi. Tôi với anh trước đây chưa từng gặp. Cô không thủ không bán sao trông anh có vẻ không hài lòng với tôi nhỉ? Sao cô Tiêu lại nói vậy? Tôi hỏi xong rồi, mọi người có muốn tiếp tục không? Thất Thiếu Gia nghe nói gần đây anh đang hẹn hò với nữ thần Thanh Thủy Dương Tiểu Lộ. Có phải là thật không? Lại nữa, không thể tin là một cô gái mới chơi trò này lần đầu có thể làm khó được tôi. Tôi xin chịu thua. Miễn là tôi không thua, ai thắng cũng được, tôi không quan tâm. Cho dù em đã thắng, nhưng em phải trả lời tôi một câu hỏi. Đáp cho trái tim nhỏ bé đã bị em làm tổn thương. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em và chồng em. Thực ra tôi cũng rất tò mò về anh ấy vì đến bây giờ anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Đi thôi. Sao đã về rồi? Tôi không còn hứng thú. Ngoài hứng thú với công việc, cậu còn hứng thú với cái gì nữa? Chiến tổng đang chơi vui sao tự nhiên lại bỏ về vậy? Cô thật là ngốc. Thật sự tôi đã ủng đỡ cho anh bao nhiêu như vậy sao anh vẫn khó chịu với tôi? Cuối cùng thì cô cũng chịu bộc lộ con người thật của mình. Bình thường cô ấy là người rất bình tĩnh, nhưng khi đã uống say thì không thể kiểm soát. Bình thường tôi đâu có uống nhiều với họ. Ai mượn cô uống đỡ cho tôi nhiều như vậy? Chiến tổng, sao anh không nói sớm? Làm tôi uống nhiều đến mức này. Vậy tôi mới nói cô ngốc. Để tôi bảo tài xế đưa cô về. Không cần đâu. Tôi có người đến đón rồi, cảm ơn anh. Chồng cô đón à? Chồng tôi ư? Không biết giờ anh ta ở đâu nữa. Làm sao có thể đến đón tôi? Vậy lấy đồ của cô sau cốp xe rồi về đi.
Chiến tổng sao ở đây toàn quà đắt tiền thế này? Sao không đem đi tặng đi? Không cần nữa. Cho cô đấy, giữ lại hay bán đi thì tùy cô. Chiến tổng, rốt cục giữa anh và phu nhân có chuyện gì vậy? Rõ ràng là anh rất yêu cô ấy. Đừng làm gì dại dột. Cô lấy đồ nhanh lên rồi về đi. Chiến tổng giờ về biệt thự sao? Chờ một chút. Người đón cô vẫn chưa đến. Chắc do tắc đường nên đến muộn hơn một chút thôi. Không sao đâu, lát nữa bạn tôi sẽ đến thôi. Đi thôi. Sao người cậu lại có mùi rượu vậy? Cậu không cần cố gắng đến mức này để được tăng lương gấp đôi đâu. Chẳng phải có tiền rồi thì sẽ không bị bắt nạt nữa sao? Phải. 3 năm rồi. Có đáng không? Thay quần áo đi. À đúng rồi, quên nói với cậu một tin tốt. Chuyện tranh tình yêu Trung Hoa dân quốc của chúng ta được đánh giá rất tốt. Sên và công ty điện ảnh và phim truyền hình muốn mua bản quyền của chúng ta. Họ rất chân thành, hẹn gặp chúng ta vào cuối tuần sau. Thương lượng với họ, nếu cậu có thời gian vào cuối tuần tới, mình sẽ bảo từ anh đạt cho bạn một vé máy bay. Ba tuyệt chúng ta vời, cùng nhau cuối cùng ước mơ cũng thành sự thật. Chào buổi sáng. Chị ơi. Ôi, xin lỗi. Là do tôi không nhìn thấy cô. Cô ổn chứ? Anh giờ trò gì vậy? Tao sẽ giết mày. Đã bao nhiêu lần tôi cảnh cáo cô đừng có giảng giải đạo lý trước mặt tôi. Tôi sẽ khiến cuộc sống của cô trở nên khốn khổ khốn nạn đến lúc đấy, đừng trách tôi. Chị chủ bảo anh. Liệu làm nổi không? Hóa ra đời tư của cô cũng phức tạp phết nhỉ. Qua lại với nhiều người đàn ông như vậy, công việc hàng ngày của cô chắc bận rộn lắm nhỉ. Như thế này thì còn gì là bộ mặt của công ty nữa. Loại người này cũng xứng đáng làm việc ở đây sao? Muốn hủy hoại một cô gái thật đơn giản. Chỉ cần bịa đặt về đời sống riêng tư của cô ấy, biến cô ấy thành một con đĩ, vậy là mọi người sẽ quay lưng với cô ấy. Giống hết chuyện đã xảy ra 3 năm trước. Nhìn xem, trông cô khác gì một con hổ ly tình không? Làm chuyện vô liêm sỉ như vậy mới ở cái tuổi này. Tôi đâu có làm gì các người. Sao các người lại vu khống tôi? Cút đi. Đừng bao giờ quay lại. Nhà tao không có loại vô liêm sỉ như mày. Nếu tao biết mày sẽ làm những điều đáng xấu hổ này, đáng nghĩa ra tao phải đuổi mày đi từ lâu rồi mới phải. Những chuyện này là thật à chị? Chiến tổng đến chưa? Không. Chiến tổng có người ở trong công ty đang cố tình bịa đặt về đời tư của tôi. Xin anh 2 phút để giải thích tất cả những chuyện này. Chuyện đời tư của cô là của cô. Tôi không có hứng thú và càng không có nhu cầu cần biết. Còn cậu hỏi gì không thì đi ra đi. Chiến tổng, xin anh hãy cho tôi cơ hội giải thích. Nếu là hiểu lầm, vậy những bức ảnh đó là thế nào? Tôi cho cô 2 giờ đồng hồ để xử lý việc này. Nếu không làm sao tôi tin được cô đây. Cảm ơn tổng giám đốc. Mời vào. Tổng giám đốc, anh tìm tôi à? Hãy dùng mọi cách để không để lọt chuyện này ra ngoài. Tại sao Chiến tổng lại muốn can thiệp vào chuyện này? Chuyện này là do anh đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Chào anh, yêu cầu anh đi với chúng tôi. Có chuyện gì thế? Yêu cầu anh hợp tác. Này, anh làm gì vậy? Anh có biết chúng tôi là ai không? Tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Muốn bắt nạt một người phụ nữ? Ngoài việc bị đặt biến cô ấy thành một con điếm, anh không nghĩ ra cách gì nữa sao? Tao chưa xong với mày đâu. Thả tôi ra, thả tôi ra.
Bộ phận nhân sự phải không? Thông báo cho tất cả mọi người trong công ty, bất cứ ai đang cố gắng vu khống đồng nghiệp, kết cục sẽ không tốt đẹp đâu, kể cả họ có là con cháu của ai đi nữa. Chuyện hôm nay các người đều đã thấy rõ rồi chứ? Kể từ nay về sau, bất cứ ai ở đây định làm chuyện tương tự như thế này thì hãy coi chúng tôi, bởi vì đứng sau lưng tôi là Chiến Tổng. Chào Tổng Giám Đốc. Cảm ơn cậu. Sao lại cảm ơn em? Tôi biết cậu đã nhờ bộ phận kỹ thuật can thiệp, nếu không tôi không thể lấy lại được sự trong sạch. Là Chiến Tổng đã lệnh cho em phải giúp chị phải cảm ơn anh ấy mới phải. Tôi tưởng Chiến Tổng cũng nghi ngờ tôi có hành xáo sai trái ở bên không ngờ anh ấy lại âm thầm giúp tôi. Chuyện năm đó cũng chỉ có bà Tư Âm và Đường Báo chấp nhận tin tưởng tôi vô điều kiện. Đường Đường là tổng giám đốc một tập đoàn lại có thể tin tưởng tôi vô điều kiện như những người thân thiết. Lần này dù không được tăng lương, tôi cũng nguyện hết mình sát cánh cùng Chiến Tổng. Sao hôm nay lại thế bà chị? Này, chị đang nhìn gì vậy? Tôi nghĩ Chiến Tổng là người khó đoán nhất trên thế giới này. Chiến Tổng không thích người khác bàn tán về mình vậy đâu. Nói về tính khí, thật sự không ai có thể sánh được với tổng giám đốc nhà chúng ta. Trăng nắng chiều mưa trưa thì ấm ướt, bố tôi cũng không đoán được. Này, cậu làm gì thế? Đôi lúc anh ta trông thật là đáng ghét nhưng lại có những lúc dễ thương vô cùng. Đúng vậy. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Vậy thì làm việc tích cực lên. Ăn cơm xong đưa quyết định sa thải này đến phòng nhân sự. Thật ra tôi không giúp cô, mà chính bản thân cô không phải loại người như vậy thì không ai có thể vu khống cô được. Lát nữa bác sĩ Thẩm sẽ đến để cô ấy xem xét vết thương của cô. Thuốc này chỉ cần bôi một lần, vết thương sẽ mau khỏi thôi. Khi hồi phục sẽ hơi ngứa, không được cử động mạnh. Cảm ơn bác sĩ Thẩm. Tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng phu nhân không bắt máy. Không bắt máy thì đến tận nơi tìm. Chuyện gì vậy không biết? Có việc còn con như vậy mà bắt tôi phải dạy cậu nữa à? Tôi uống trà gì cô cũng không biết nữa sao? Tuyết hoa trà. Ngay cả luật sư cũng không thể liên lạc với cô ta, liên hệ với người thân cũng không có ai. Chiến Tổng, anh có chuyện gì vậy? Tên luật sư nói không thể gặp được cô ta. Chẳng lẽ bất tự mình phải ra tay hay sao? Tôi là Bắc Bình, là người đàn ông một năm trước đã đăng ký kết hôn với cô. Tôi cần gặp cô bàn về chuyện ly hôn. Sao điện thoại của cô ấy lại kêu? Sao điện thoại của cô ấy lại đổ chuông? Chết tiệt, lẽ ra mình không nên mang theo điện thoại cá nhân. Sao nó lại đổ chuông đúng lúc này chứ? Sao lại là hắn? Xin lỗi. Cũng hết giờ làm việc rồi, mọi người về đi. Vâng, thưa Chiến Tổng. Chết rồi, không kịp lên máy bay nhất. Xin lỗi. Cậu lại tăng ca đấy à? Anh ta lại bóc lột cậu đấy à? Đừng nói xấu ông chủ của mình. Vâng, ông chủ của cậu là nhất. Nên cậu mới bắt các bạn của cậu đợi gãy cả chân nãy giờ. Hay là cậu có tình ý với anh ta? Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Mình ngửi thấy mùi mê trai trên người cậu. Hình như là mùi thuốc thì phải. Có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Ai dám bắt nạt cậu? Thằng khốn nào làm vậy? Không cần các cậu phải ra tay, mình đã xử đẹp hắn rồi. Là tôi đây. Gặp nhau đi, bàn chuyện ly hôn. Không ngờ tin nhắn của người chồng biệt tích của mình lâu nay lại là tin nhắn đòi ly hôn. Có vẻ như anh ấy cũng đã thấy những bức ảnh đó trên mạng. Thôi bỏ đi. Có chúng mình ở đây rồi. Thanh Thanh, lần này giống như 3 năm trước.
Tiểu tình làm sao cậu có thể thỏa hiệp với đám ngu ngốc kia? Họ muốn hãm hại cậu. Bây giờ cậu thỏa hiệp, mọi người đều nghĩ cậu đang quyến rũ anh ta. Được rồi, đừng ép cậu ấy nữa. Bọn họ ý là con nhà có quyền lực nên đã mua cả trường rồi. Cậu ấy đã suýt bị đuổi học rồi. Cậu nghĩ mình làm được gì? Tiểu tình, xin lỗi cậu. Có gì đâu phải xin lỗi. Ngoại trừ bà ngoại, chỉ có cậu và Thanh Thanh đối tốt với mình. Cậu còn có bạn trai mà. Anh ấy nhất định sẽ tin cậu. Lát nữa anh ấy sẽ đón bạn. Phải, anh ấy rất tin tưởng mình. Lại là con nhà quyền thế nữa, chắc chắn sẽ tìm cách giúp cậu. Chí, anh đến rồi. Chia tay đi. Tôi biết em đã làm gì. Yến gia ở Hương Giang là gia đình có máu mặt. Tôi không thể để mất mối quan hệ này. Sau này gặp lại hãy coi như không quen. Sau khi tên khốn đó ra nước ngoài thì không còn tin tức gì nữa. Tiểu tình không còn tin vào tình yêu, cho nên mới nghe lời bà nội kết hôn với một người còn chưa gặp mặt. Hôm nay lần này sẽ không gặp lại đám cặn bã của 3 năm trước nữa chứ. Hôm nay tôi không rảnh. Thứ hai lúc 8 giờ tối. Địa điểm anh tự chọn. Được lắm. Cuối cùng cũng cô cũng chịu xuất hiện. Tình tình, sao cậu dễ dàng đồng ý với anh ta vậy? Đàn ông trên đời này đều như nhau. Không phải tất cả đàn ông đều như vậy đâu. Đó là những người đàn ông bẩn thỉu thôi. Được rồi, không nói chuyện đàn ông nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng. Chúng ta ra làng trái trước đã. Sau đó ngày mai đến công ty điện ảnh và làm phim. Hy vọng có thể thương lượng được giá tốt. Đàn ông nào quan trọng bằng việc kiếm tiền? Tuyệt vời, cuối cùng cũng xong. Khi nào nhận được tiền chúng ta sẽ mua một căn nhà. Và chúng ta phải mua cả một khu phố. Sau đó không ai có thể bắt nạt chúng ta được nữa. Lúc đó chúng ta sẽ đi bắt nạt lại bọn họ. Cô Tình, tôi là luật sư đại diện cho chồng của cô. Tên tôi là... Cái gì cơ? Cô Tư, tôi là luật sư đại diện cho ông Hành. Tên tôi là Tiền. Cần tiền. Xong rồi, chẳng nhẽ anh ta phải trốn ra nước ngoài vì nợ tiền. Không liên lạc được cho anh ta nên giờ bắt mình trả. Không thể để vậy được. Tôi không có tiền, đừng tìm tôi. Không phải tôi muốn đòi tiền cô, tôi tên Tiền. À, xin lỗi anh, tôi nghe nhầm. Tư tiểu thư, cuộc hôn nhân giữa cô và ông Hành chỉ còn trên danh nghĩa. Cứ tiếp tục như vậy đều khó cho cả hai người. Tối nay lúc 8 giờ tối, chúng ta cùng bàn bạc nhé. Chỉ cần không bắt tôi trả nợ cho anh ta. Bàn bạc gì cũng được. Hẹn gặp lại anh lúc 8 giờ tối nay. Chiến tổng tôi đã liên lạc được với cô Tứ rồi. Gặp nhau lúc 8 giờ tối nay. Anh có muốn tham gia không? Đích thân tôi phải ra mặt thì tôi còn thuê luật sư làm gì? Bay đi bay lại, ói hết cả người. Vẫn may là không ảnh hưởng đến công việc. Chào cô Tứ, đã quá 8 giờ rồi, sao cô vẫn chưa đến? Ôi, anh luật sư, xin lỗi, gần đây tôi bận quá. Vậy khi nào cô có thể gặp tôi, mong cô cái hẹn chính xác. Anh đợi tôi giải quyết xong công việc rồi tôi sẽ liên hệ lại với anh được không? Cô không có thời gian hay là muốn trì hoãn việc ly hôn? Còn không để cho người ta nghỉ ngơi nữa. Cô Tình, tôi thấy sức khỏe của cô không được khỏe, nên mang ít thuốc bổ cho cô. Cảm ơn, cô chu đáo quá. Tiện đây tôi có chuyện riêng muốn nói với cô. Chiến tổng đã có vợ rồi, cô biết chứ? Biết. Nếu biết thì phải chú ý lời nói và hành động của mình. Đừng để phu nhân hiểu nhầm.
Cô Xuyến, lời nói và hành động của tôi có gì không ổn à? Không có gì. Vậy ý cô là gì khi nói với tôi những điều này? Thôi tôi đi nghỉ đây. Cảm ơn cô. Thưa bà, trợ lý mới của tổng tài còn rất trẻ và xinh đẹp, nhưng tôi thấy giữa họ chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu có quan hệ bên ngoài thì cô gái này cũng không phải gu của anh ấy. Tôi sẽ để mắt tới cô ta. Chiến tổng, bà tôi bảo cô theo dõi tôi à? Phu nhân lo lắng cho anh nên nhờ tôi giúp. Trợ lý của tôi thì liên quan đến việc quan tâm tôi, anh cũng biết mà. Phu nhân luôn muốn anh sẽ hạnh phúc bên vợ mình, sợ anh bị phụ nữ bên ngoài mê hoặc. Hả? Bà ấy không lo lắng về vợ tôi, ngược lại, lại lo lắng cho trợ lý của tôi. Phu nhân biết ngài đăng ký kết hôn chỉ là muốn làm theo lời của bà nội, nhưng Tiêu Tình thì khác. Cô ấy trẻ và đẹp, lại luôn ở bên cạnh anh. Quan trọng hơn là cô ta mới đến làm việc thì anh lập tức đòi ly hôn. Cho dù tôi tuyển cô ấy vì lý do gì, nghĩa là hôn ước còn, cho dù là chỉ tồn tại trên danh nghĩa, tôi cũng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc. Hãy chuyển lời tới mẹ của tôi như vậy. Nếu bà ấy dám động đến trợ lý của tôi sẽ lập tức rời cái ghế tổng giám đốc. Chiến tổng, tôi không có ý bảo anh rời tập đoàn. Từ bé đến lớn tôi luôn phải làm theo ý các người. Có phải các người đều muốn biến tôi thành con rối trong tay các người không? Được rồi, tôi sẽ để cô đi. Nhưng đừng quên, người của tôi, bất cứ ai cũng không được động vào người của tôi. Chào buổi sáng, có một chuyện tôi muốn làm rõ với anh. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Tôi đối với anh là tôn trọng của cấp dưới đối với cấp trên, thật sự không có ý gì khác. Chẳng nhẽ cô định có ý gì với một người đã kết hôn như tôi sao? Chiến tổng, đừng cười tôi. Tôi biết mình vị trí của mình, chỉ là muốn làm rõ, sợ anh hiểu lầm thì sau này rất khó làm việc. Cô biết không, dù tên của cô làm tôi rất khó chịu, nhưng tôi tuyệt đối không có vấn đề gì với cô. Sao tên của mình chọc giận anh ta vậy nhỉ? Chị Tiêu sức khỏe đã khá hơn chưa? Tôi đã ngủ một giấc và cảm thấy tốt hơn nhiều. Trước mặt tôi thì cư xử như một người đã có gia đình, nhưng lại cười nói với người đàn ông khác. Chúng ta đi thôi. Dạ. Chiến tổng, hôm nay chúng tôi đã hỏi thăm dân làng, biết được rất nhiều thông tin thú vị. Chị ơi, chị dính bẩn kìa. Tay cậu còn bẩn hơn mặt tôi đấy. Chiến tổng cẩn thận. Tôi không sao. Cô có đau ở đâu không? Không sao đâu. Không được. Nhanh chóng liên hệ với bác sĩ. Chiến tổng, ở đây không có sóng, không thể gọi điện được. Vậy cậu không biết đường chạy về khách sạn tìm người đến giúp à? Tôi sẽ cởi áo ngoài của cô ra để sơ cứu cho cô. Cố gắng chịu khó chút. Tôi không sao mà chiến tổng. Chảy nhiều máu thế này, cởi luôn chiếc áo này đi. Chiến tổng, bên trong tôi chỉ còn áo lót thôi. Vẫn phải cởi sao? Vậy tôi sẽ xắn tay áo của cô lên. Đau thì cứ kêu lên. Không sao đâu. Không cần phải kìm nén. Hình như sau khi cha mình qua đời sau tai nạn xe hơi, anh ta là người đầu tiên băng bó cho mình. Không sao đâu, tôi chịu đau giỏi lắm. Cô còn cảm thấy đau không? Tôi đỡ rồi. Cẩn thận. Chiến tổng, mau đặt tôi xuống đi, lỡ có ai nhìn thấy thì không hay đâu. Cô chưa từng thấy người con trai giúp đỡ một người con gái bị thương sao? Nhưng quan trọng người khác thấy sẽ thế nào. Có người thì sẽ nghĩ là anh đang giúp tôi, nhưng có người sẽ cho rằng tôi đang quyến rũ anh. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa bạn chở cô đến trạm xá để xử lý vết thương. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Cô tự đi được không?
Không sao đâu, tôi chỉ bị xây xước nhẹ, không bị thương ở chân, tôi tự đi được. Sao cô luôn sợ tôi vậy? Tôi không sợ anh, tôi sợ chồng tôi ghen. Lúc này lôi người chồng rẻ tiền của mình ra dùng đúng là được việc. Mình không muốn người khác nghĩ rằng mình đang muốn phá hoại gia đình anh ấy. Bác sĩ đã đến rồi. Chiến tổng tôi đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị rồi mời anh lên trước để tôi kiểm tra. Các người bị mù à? Cô ấy là người bị thương, mau kiểm tra cho cô ấy. Khám cho tôi làm gì? Nhanh lên! Cô chịu khó đừng cử động mạnh. Cảm ơn chiến tổng. Tôi không sao rồi, anh đi nghỉ đi. Lát nữa tôi sẽ cử y tá đến đây. Chiến tổng không cần phải vậy đâu. Chiến tổng, phu nhân cố tình trì hoãn không đến, còn tắt điện thoại rồi. Nếu cậu không làm được thì nghỉ luôn đi. Ôi, đau quá, khó chịu chết mất. Bụng cũng đau. Sao lại đau vậy chứ? Chờ một chút. Bác Bình không yên tâm về vết thương của cô nên nhờ tôi đến xem. Bác sĩ Thẩm mời vào. Ôi, lần này may mắn là cô được băng bó kịp thời. Nếu để vết thương hở đi quãng đường dài như vậy thì hối hận cũng không kịp. Sau này nếu có chuyện gì cứ gọi trực tiếp cho tôi hoặc Tâm Bình. Tâm Bình là vệ sĩ của bác Bình mà cô đã gặp rồi đấy. Nó là con trai tôi. Tôi có một thắc mắc, sao cô đến đây nhanh vậy? Chúng tôi đi theo phục vụ bác Bình. Cậu ấy đi đâu thì chúng tôi theo đó. Vậy là cô luôn phải để mắt tới chiến tổng phải không? Ngày nhạy cảm đến rồi hả? Mời, lần này sớm hơn 10 ngày. Vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng sắc mặt không được tốt. Có thể là do tới ngày nhạy cảm. Khi nào mà tôi cần biết cả chu kỳ nhạy cảm của thư ký của mình vậy? Vừa rồi cũng không biết là ai nói sắc mặt cô ấy không được khỏe và nhờ tôi chuẩn đoán giúp nhỉ. Còn gọi điện bắt tôi cấp tốc bay từ Hương Giang đến đây. Anh còn định chối nữa sao? Tối để tôi mời. Yên tâm đi, tối nay tôi sẽ ở đây. Chiến tổng tôi đã lo liệu xong rồi. Hôm nay khách sạn này sẽ phục vụ một mình ngài. Tối nay hai người phải giữ bí mật. Bà ơi, sao muộn thế này bà vẫn chưa ngủ, không thể gọi được cho con. Làm bà già này thất thỏm cả đêm. Xin lỗi bà con vừa ngủ thiếp đi. Tiểu tình, có phải áp lực công việc rất lớn không? Nếu áp lực quá thì nghỉ đi tìm một công việc khác. Sức khỏe là quan trọng. Ôi, bà ơi, con ổn mà. Bà thế nào rồi? Bà vẫn nhận dạy thêm cho bọn nhỏ à? Bà giờ nhàn rỗi không có gì làm. Vừa giúp chúng nó ôn lại bài cũ, vừa để đầu óc được vận động. Mà một năm rồi, cháu rể của bà dạo này có thường xuyên liên lạc về không? Ba con mới gặp anh ấy có một lần. Bà ơi, mỗi lần bà gọi điện cho con là lại nói chuyện này. Tất cả những gì bà hỏi đều là về cháu rể bà. Không biết trong mắt bà còn con không bằng lòng. Bà già này có thể không yêu thương con được sao? Bà biết các con bận công việc. Tết âm lịch năm nay, bà sẽ đến Hương Giang thăm hai con. Chết rồi, sao tự dưng bà lại đòi đến thăm vợ chồng mình? Chẳng nhẽ không thể giấu được nữa à? Không được, mình phải chuẩn bị tâm lý cho bà. Nếu không đến lúc đó chắc chắn bà sẽ tức điên lên mất. Bà ơi, thời bây giờ ấy mà. Thật ra có rất nhiều người họ không kết hôn, họ vẫn sống rất... Người ta không kết hôn là chuyện của người ta. Con là người đã kết hôn, con phải sống thật tốt. Nếu như người ta không muốn sống tốt với con thì sao? Cưới được cháu gái của bà là phúc đức bày đời cho nhà họ rồi.
Nó có thể đối tốt với con sao? Nó có bắt nạt bạn không? Không có chuyện đó, anh ấy rất tốt với con. Nếu nó không đối tốt với con thì con về đây với bà. Dù nó là cháu của ai, bà sẽ không tha cho nó. Bà ơi, con yêu bà. Sao hắn biết mình chưa ngủ nhỉ? Không phải là nửa đêm lại bắt mình làm việc sao? Chiến tổng anh tìm tôi. Nếu cần gì thì cứ nói qua tin nhắn không thoại. Không cần phải nhắn tin. Không phải chứ ai lại tìm mình giờ này. Tôi xin lỗi cô vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tôi không nên nói những lời đó. Làm ơn hãy nói giúp tôi để chiến tổng đừng sa thải tôi. Lời xin lỗi của cô tôi có thể chấp nhận, nhưng cho cô nghỉ việc là quyết định của chiến tổng. Tôi hay bất cứ ai đều không thể thay đổi được. Cô là trợ lý của anh ấy mà chỉ cần nói giúp tôi một câu. Tôi cầu xin cô. Nếu cô không giúp tôi sẽ chết ở đây cho cô xem. Thả tôi ra. Nếu cô không nhận lời tôi sẽ không buông. Còn không mau buông ra. Chiến tổng tôi đã xin lỗi cô Tiêu rồi. Xin anh tha cho tôi. Đừng đuổi tôi đi. Lôi cô ta ra. Chiến tổng tôi xin anh. Tiêu Tình. Con đứng đó làm gì? Con không mau cứu cô ấy. Nhanh lên. Tôi đuổi cô ta thực chất không phải do chuyện liên quan đến cô. Tôi biết, tôi không ngốc như cô ấy. Cô ta mới đến công ty không lâu, nhưng làm không ít chuyện khuất tất. Cô ấy trông rất thật thà. Không ngờ cô ấy lại làm những việc như vậy. Ở đây không an toàn nữa rồi. Tôi sẽ ở đây thêm một vài ngày nữa. Nếu không muốn ở đây, tôi sẽ bảo Tâm Bình đưa cô về. Không sao đâu, mấy chuyện này có đáng gì. Sau này lại gặp phải những chuyện thế này, không cần cố gắng cứu tôi, tôi cũng không muốn như vậy. Đó là phản xạ bản năng. Hôm nay ngươi bị thương là tôi mới phải. Chồng cô biết chưa? Tôi không nói với anh ấy. Tôi không muốn anh ấy lo lắng. Nếu tôi là chồng cô, cô mà giấu tôi sẽ không vui đâu. Tôi hơi đói. Cô muốn ăn chút gì không? Tôi cũng đang đói. Xử lý xong rồi. Hai người cứ thong thả dùng bữa, tôi về nghỉ chút. Cô vất vả rồi. Không có gì. Trông ngon quá. Chiến tổng tay tôi cử động được rồi. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi không thích mắc nợ người khác. Sao anh không ăn? Bỗng nhiên tôi không thể đói nữa. Chiến tổng, sao tự nhiên anh lại chăm sóc cho tôi ân cần vậy? Cô không muốn tôi chăm sóc cô sao? Chỉ là tôi thấy hơi sợ, không quen lắm. Cô có yêu chồng mình không? Có, tôi yêu anh ấy. Nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi đây. Yêu kiểu gì chứ? Tôi còn chẳng biết mặt mũi anh ta sao có thể nói yêu anh ta được chứ. Này bạn, Tân Bình nói Uyển Khanh đã ổn định tâm lý rồi, cô ta sẽ không làm phiền đến cô Tiêu nữa. Cô ta còn nói, lão phu nhân gần đây có những động thái như vậy, có thể là bởi vì tiểu thư Nam Thanh sắp về nước. Bà ấy không muốn anh phân tâm bởi các mối quan hệ bên ngoài. Chuyện của tôi không cần bà ấy phải quan tâm. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ của anh. Bà ấy lo cho thanh danh của gia tộc thì có gì sai. Bắc Bình, có phải cậu đã có tình cảm với cô Tiêu không?
Có phải bà ấy đã mua chuộc cả cô và Tâm Bình? Chuyện này là do bản thân tôi cảm thấy vậy. Không ai mua chuộc được tôi cả. Chiến tổng, anh không cần cho tôi đi nhờ nữa. Tôi có người đến đón rồi. Để mình. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Bắc Bình, công ty cậu có cả tá luật sư. Sao cậu lại tìm tôi? Chẳng lẽ cậu bị vợ mình đá rồi sao? Bao nhiêu người biết chuyện rồi? Có vẻ như bốn đại gia tộc đều nghe tin loáng thoáng rồi. Tôi đã giới thiệu chị gái của tôi cho cậu. Vậy mà cậu cũng không thèm để ý. Xong lại nghe lời bà của mình lấy một cô gái tầm thường. Nhưng kết quả thì sao? Lại bị cô ta cắm cho mấy cái sừng. Cậu biết hơi nhiều rồi đấy. Việc của tôi bao giờ thì xong được đây? Nghe vẻ như cậu vẫn không yên tâm về tôi. Miễn là cậu muốn, tôi có thể bắt cậu ta ký vào đơn ly hôn ngay tối nay. Tôi cho cậu 2 tiếng nữa. Chào cô Tiêu. Tôi là luật sư mới của chồng cô. Cần cô ký vào thỏa thuận ly hôn giữa hai tôi người. Tôi sẽ qua cho anh, gửi tôi địa chỉ đi. Quán cà phê Mộc Thượng phải không? Không thành vấn đề, tôi sẽ qua bây giờ. Uống cà phê muộn thế này. Không sợ mất ngủ à? Uống cà phê gì? Mình đi ly hôn. Ly hôn? Cậu vừa xuống máy bay, chồng cậu lại đòi ly hôn với anh cậu. Ta đúng là điên thật rồi. Đi, mình sẽ đi với cậu. Tư tiểu thư, tôi họ Lâm, tôi được cử đến xử lý vụ ly hôn của cô với anh Hành. Đây là đơn ly hôn. Mong cô đọc kỹ, nếu không có vấn đề gì vui lòng ký vào. Có nhất thiết phải ký vào đơn này không? Tôi chưa từng ly hôn. Không hiểu lắm, để tôi đọc kỹ lại đã. Cô gái thật hài hước. Tên khốn Bắc Bình kia thật sự có mắt như mù mà. Kết hôn với người phụ nữ đẹp như vậy mà lại bỏ bê rồi đòi ly hôn. Được rồi, không biết cô ta có cần người khác thỏa mãn nhu cầu không nhỉ? Người vợ phải trả cho người chồng 10 tỷ tiền tổn thất tinh thần. Kết hôn 1 năm rưỡi, mình còn chưa bao giờ gặp anh ta. Cho dù ly hôn cũng nên coi nhau như bạn bè. Không ngờ anh ta còn đòi yêu sách nữa. 1,0, 10 tỷ tiền tổn thất tinh thần này là sao vậy? Cô Tư, cô đã làm gì? Bản thân cô là người rõ nhất. Người phụ nữ này có vẻ rất bình tĩnh. Đã lên giường với rất nhiều người rồi. Vậy mà cô ta trông tỉnh bơ. Tôi đã làm gì? Có vài thứ. Chúng ta tự biết với nhau là được rồi. Nếu cô cố tình không chịu ký, vậy thì đừng trách tôi. Còn thỏa thuận ly hôn này, cô muốn ký thì ký. Không muốn cũng phải ký. Tôi không ký. Anh định làm gì tôi? Tôi khuyên cô hãy ký vào trước khi quá muộn. Cô không biết hậu quả sẽ thế nào đâu. Phiền anh chuyển lời tới khách hàng của anh. Nếu anh ta thực sự muốn ly hôn, chỉ cần hẹn nhau ra chính quyền cùng ký vào đơn ly hôn là được rồi, đừng lôi chuyện tiền nong vào. Xin lỗi anh, đối với tôi anh ta không đáng một xu. Đợi tôi một chút. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Vợ cậu đẹp đấy. Lý Thư Viễn, cậu còn nửa tiếng nữa. Vợ cậu không muốn ký giấy ly hôn. Cô ta nói là không muốn ký. Rồi cậu từ bỏ luôn à? Không hẳn là không muốn ký. Chỉ là không muốn bỏ ra 10 tỷ tiền bồi thường. Vậy thì tôi không cần bồi thường nữa.
Được rồi, còn cần tôi làm gì nữa không? Tôi muốn mạo muội hỏi cô. Cô có biết chồng cô làm gì không? Hắn làm gì có liên quan gì đến tôi? Xem ra cô ta của Nhiên không biết thân phận của Bắc Bình. Chờ sau khi hai người bọn họ chính thức ly hôn, mình sẽ nói cho cô ta sự thật. Chắc cô ta sẽ hối hận đến già. Khoảng một tháng nữa sẽ trả kết quả, lúc đó mời cô lên ủy ban thành phố lấy giấy chứng nhận ly hôn. Đến lúc đó phiền anh gọi cho tôi. Tiêu Tình, cậu cũng lợi hại phết nhỉ. Đối với loại người đúng là không thể để họ bắt nạt. Mấy câu cậu vừa nói mình rất tâm đắc. Mỗi lời mình nói ra đều là những lời tâm đắc. Chúng ta đi ăn lẩu đi. Thế nào được chưa? Vợ cậu đẹp thật. Đáng tiếc để người khác soi mất. Nhưng có vẻ cô ta cũng rất lạnh lùng. Đối đáp đâu ra đấy? Mặt không biến sắc. Thư viện à, cậu làm tốt lắm. Sao nét chữ này mình đã thấy ở đâu rồi thì phải? Nhanh chóng xử lý xong đi. Tôi đã làm tất cả những gì cần làm, còn lại chỉ còn đợi một tháng để thụ lý hồ sơ thôi. Không nhanh hơn được à? Thủ tục đã xong cậu vội gì chứ? Việc của cậu coi như đã hoàn thành được một nửa rồi. Xong việc rồi thì về đi. À đấy, cậu coi tôi là gì vậy? Tôi đã cất công đến đây mà nước cũng không có mà uống. Xong việc là đuổi tôi đi. Di Trần, lấy cho Lý thiếu gia đây một cốc nước. Thiếu gia nhà tôi không nghiêm túc đã đành rồi, cậu còn tiếp tay cho cậu ấy. Tôi tưởng rằng thiếu gia về đây là có thể đoàn tụ với phu nhân được rồi. Đúng một cái cậu đòi ly hôn. Thật chả ra làm sao. Dì nói gì vậy? Chuyện này không thể trách tôi được. Đúng rồi, ngày mai tôi phải ra nước ngoài một chuyến. Sinh nhật cậu chắc tôi không đến được rồi. Tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cậu. Lát nữa cậu sẽ biết. Thiếu gia, cậu thật sự muốn ly hôn với thiếu phu nhân sao? Thật sự cậu không định đón cô ấy về đây sao? Nhà này từ bây giờ không còn thiếu phu nhân nữa. Dì đừng nói vậy. Mình chỉ bị xây sức bên ngoài thôi, mình không sao mà. Có thật sự là không sao không? Cậu xuống nhảy vài vòng cho mình xem nào. Bọn mình thực sự lo lắng cho cậu. Mình không sao mà, tối nay phải ở lại canh chừng cậu. Cậu phải nghe lời mình. Chẳng lẽ đây chính là chồng của cô ấy? Mình muốn xem. Anh ta là người như thế nào? Anh tìm ai vậy? Tôi là sếp của cô ấy. Cô ấy có chồng ở đây chăm sóc rồi, chắc không cần mình nữa. Đi làm vài ly đi. Tôi hỏi thật, cậu và vợ cậu có chút tình cảm nào với nhau không? Cô ta không đáng để cậu phải bận tâm như vậy đâu. Cô ta không đáng để tôi cảm thấy tiếc nuối. Vậy tại sao cậu tâm trạng vậy? Ai bảo tôi tâm trạng? Lại còn chối nữa, chỉ vì một người phụ nữ mà thành ra như thế này, thật xấu mặt đàn ông chúng ta. Vừa rồi cậu đi công tác những một tháng. Lâu rồi tôi không gặp trợ lý của cậu. Hay là gọi cô Tay đến đây đi. Cô ấy đã kết hôn rồi. Không tiện. Kết hôn thì đã sao chứ? Chồng cô ta chắc chắn không đẹp trai bằng tôi, cũng không có tiền bằng tôi. Tôi theo đuổi cô ấy. Cô ấy chắc chắn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu dám động vào cô ấy, tôi sẽ không để cậu yên. Nếu cậu dám động vào người của tôi thì đừng trách tôi. Người của cậu ư? Cô ấy chỉ là trợ lý của cậu, chứ đâu phải vợ cậu. Tôi theo đuổi cô ấy và cô ấy có cảm tình với tôi thì nó là chuyện quá bình thường. Nếu cậu thực sự thích một người, cứ mặc kệ cô ta có chồng hay không, cứ đập chậu cướp hoa. Chỉ cần là cô ấy cũng thích cậu. Tôi nói có sai không?
Nhìn thấy cô ấy và người đàn ông kia quấn quýt như vậy, sao mình lại thấy đau lòng? Có lẽ vì tôi luôn thất bại trong tình yêu, cho nên hơi nhạy cảm quá. Xem ai này, hắn lại uống rượu rồi, còn không mau đến đón. Tôi giúp cậu đến thế là quá tốt với cậu. Để đến lúc cô ấy tới đây, liệu tên ngốc này có dám thổ lộ không? Mình phải chứng kiến tận mắt mới được. Tiêu Tình, sao cậu bướng bỉnh thế nhỉ? Cứ nhất quyết đòi về, cậu phải ở đây theo dõi xem thế nào đã chứ. Mình không sao mà. Ở bệnh viện mình bị lạ giường khó ngủ lắm, sao thoải mái như ở nhà được. Mình đi công tác hơn một tháng chả hôm nào được ngủ ngon giấc cả. Giờ mình chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon. Mình nói cho cậu biết, cậu đã suýt chết hụt đấy. Một chút nữa thôi là tôi và Tử Di không còn người bạn này nữa. Này cô trợ lý, ông chủ của em trốn em đi uống rượu say khướt rồi, còn không mau đến đón cậu ta. Lát nữa đi qua quán ba chờ mình vào đó chút nhé. Đừng nói là cậu bắt mình làm tài xế cho ông chủ của cậu đấy nhé. Dù gì thì anh ta đã giúp mình rất nhiều. Mình không muốn mắc nợ, chúng ta sắp lấy FC tiền tác quyền rồi, chúng ta cũng đâu còn thiếu tiền, cậu nghỉ việc ở đó đi. Thôi được rồi, cũng muộn rồi, để mình đi với cậu. Thôi lần nào mình cũng phiền cậu rồi. Cậu yên tâm đi, không ai bắt nạt được mình đâu. Tiêu tiểu thư đã lâu không gặp. Anh dám lừa tôi? Sao tôi dám nói dối em? Tôi muốn chia sẻ với em một bí mật mà tôi vừa mới nhận ra. Bí mật gì vậy? Bắc Bình nhà chúng tôi bây giờ không còn tin vào phụ nữ nữa rồi. Chỉ trừ có một người. Một người ở rất cần, luôn đi theo hắn mỗi ngày. Người đấy chính là em. Thất thiếu gia, tốt nhất anh đừng ba hòa nữa. Bắc Bình vừa giàu có, cao giáo lại còn đẹp trai. Chẳng lẽ cô không có một chút rung động gì hay sao? Không một chút nào. Thất thiếu gia, tôi đến đây để đón Chiến Tổng, mong anh đừng làm mất thời gian của tôi. Tổng Giám Đốc, sao cô lại ở đây? Cô ấy lo cho mình sao? Chiến Tổng, cô đi về đi. Này, uống nhiều rồi thì nói ít đi, đâu có chết ai. Cậu say rồi, để cô ấy đưa về đi. Cô ấy không có một chút cảm xúc nào cả. Chỉ là công việc sao? Chiến Tổng, anh lại bị dị ứng với rượu à? Tôi không sao. Cô đi nấu súp giúp tôi nhé. Tôi biết anh đang rất giận vì bị phản bội. Dù tôi có nói gì cũng không làm anh vui được. Tổng Giám Đốc, anh ăn canh trước giải rượu rồi đi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi không sao, chỉ say sức tí thôi. Chiến Tổng, anh nghỉ ngơi sớm đi nhé, tôi về đây. Tiêu Tình, anh đang làm gì vậy? Muộn thế này gọi xe không ai nhận đâu. Cô ngủ tạm ở phòng ngủ tầng 2 đi, ở lại đây đi. Thì ra là vậy. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Chiến Tổng, tôi sợ làm phiền anh. Giờ này chắc vẫn còn xe. Tôi ngủ tầng 3, cô ngủ tầng 2. Chân cô dài lắm à? Có thể đạp đến trần nhà không? Bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Sáng mai hãy về. Cứ tự nhiên, không cần phải khách sáo. Vậy cảm ơn anh, tôi đi nghỉ trước. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thì ra cơ thể anh ta cũng rất đẹp, chẳng nhẽ anh ta hoàn hảo vậy sao? Mà mình đang làm gì vậy nhỉ? Chào gì, tôi là Tiêu Tình, trợ lý của Chiến Tổng. Tối qua, Chiến Tổng uống quá chén,
tôi đã đưa anh ta về. Về đến đây thì đã quá muộn nên tôi ngủ nhờ ở phòng ngủ tầng 2. À, hóa ra là cô Tiêu. Tôi còn tưởng là thiếu gia chúng tôi mang thiếu phu nhân về rồi. Không, dì hiểu nhầm rồi. Cô có bạn trai chưa? Tôi đã kết hôn từ lâu rồi. Trẻ vậy mà đã kết hôn. Mời cô xuống dùng bữa. Giá như mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy cô ấy như thế này. Bắc Bình, cậu ăn mì không? Tôi không đói. Nếu không ăn thì để tôi ăn. Sau khi anh ta mặc quần áo vào mình vẫn nhìn thấy cơ ngực anh ta lấp ló nhỉ. Cô thực sự có thể ăn hết cả hai bát mì đó à? Di Trần đã cất công nấu nhiều như vậy, nếu không ăn không phải quá lãng phí sao? Chiến tổng, sao anh không ăn một thử một chút xem? Được chứ? Mời chiến tổng, xin vui lòng nếm thử. Có ngon không? Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia ăn mì đấy. Cảm ơn cô Tiêu. Chồng cô thật có phúc. Kết hôn với một cô gái tốt như cô, vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang. Tất nhiên rồi, anh ta mà dám không coi trọng tôi, thì anh ta có mắt như mù. Thiếu gia bị sao vậy? Tôi cũng không biết. Việc tôi giao cô làm đến đâu rồi? Chiến tổng, đây là mẫu thiếp mời cho tiệc sinh nhật của anh. Nhìn họ đẹp đôi quá. Tiêu tiểu thư này mà làm thiếu phu nhân nhà này thì tốt biết mấy. Thật đáng tiếc. Anh ơi, em về rồi. Đồ đàn bà vô liêm sỉ. Sao cô còn mặt mũi xuất hiện ở đây? Cứ bám lấy anh trai tôi vậy. Cô không đủ tư cách để bước chân vào đây. Cút đi càng xa càng tốt. Trần Trần, em có biết em đang nói gì không? Xin lỗi ngay. Sao anh bắt em xin lỗi người phụ nữ vô liêm sỉ này? Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng lớn tiếng với em. Bây giờ anh lại mắng em vì loại người này. Loại đàn bà chuyên ngủ với cả tá đàn ông. Chẳng nhẽ người như này mà anh vẫn muốn bên cô ta sao? Cô Trần, tôi mạn phép. Tôi chỉ là trợ lý của chiến tổng. Tôi ngủ với bao nhiêu đàn ông nào hình như không liên quan gì đến cô. Đúng vậy. Đối với cô ấy mình chỉ là quan hệ công việc. Nhưng sao nghe cô ấy nói lòng mình lại đau vậy? Thì ra cô là thư ký. Xin lỗi. Vừa rồi tôi tưởng cô là chị dâu của tôi nên có hơi quá lời. Chị dâu của mình là ai mà cô cũng không biết sao? Chị dâu của tôi. Sao em về sớm vậy? Về sớm mới kịp sinh nhật anh chứ. Trần Trần, em bừa bãi tùy tiện mắng người ta vô cớ. Anh mắng em có sai không? Cứ tưởng em ra nước ngoài học hành mở mang kiến thức. Hóa ra chỉ học mắng người là giỏi thôi. Anh ơi, em sai rồi. Em cũng vì lo lắng cho anh thôi mà. Lo lắng cho tôi là có thể mắng người tùy ý ư? Lại còn dám mắng cả người của anh nữa. Chị ơi, chị cho em xin lỗi nha. Em không có cố ý mắng chị đâu ạ. Chỉ là hiểu nhầm thôi mà không sao. Chị thật là rộng lượng. Sau này chị sẽ là tỷ tỷ của em. Có phải cô ấy hơi quá đà rồi không? Bắc Bình ca ca, lâu rồi không gặp. Cô là ai? Sao lại có mặt ở đây? Từ chối một người con gái theo cách này thật tàn nhẫn. Bắc Bình ca ca, anh quên em rồi à? Anh ơi, cô ấy là Sisi. Hồi nhỏ, hai người còn từng ôm nhau còn gì. Nếu không phải người phụ nữ kia xuất hiện, có khi Sisi đã thành chị dâu của em rồi. Ai nói với em vậy? Sau này em còn nói linh tinh như vậy thì coi chừng anh đấy. Trần Trần, chuyện cũng qua lâu rồi, chắc anh ấy không nhớ. Đưa bạn em về đi. Sau này không được sự cho phép của anh, không được tùy tiện dẫn người lạ vào nhà. Vậy em sẽ đi cho khuất mắt anh. Anh ơi, em hơi đói rồi. Em ăn xong rồi đi được không? Di Trần, bụng tôi đói lắm rồi, trong nhà còn có gì ăn không? Đương nhiên là được rồi, tiểu thư thích ăn gì để tôi chuẩn bị. Chúng ta đi ăn chút gì đi. Trợ lý Tiêu, rất vui được gặp cô. Chào cô Quách. Cô gái này hẳn là em gái của Cố Khuynh Thành. Thảo nào anh ta luôn khó chịu khi mình xuất hiện, bởi vì em gái anh ta thích chiến tổng. Cô Cố, sao cô nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Làm tôi sợ quá. Tôi muốn nhìn rõ cô Tiêu. Vì cô quá đẹp làm tôi không thể thốt nên lời. Chị Tiêu đây thật sự rất đẹp phải không Trần Trần? Đúng là như vậy.
Chắc là có rất nhiều người theo đuổi chị, rất nhiều, nhưng cô cố yên tâm. Tôi đã kết hôn, và tôi rất yêu chồng tôi, chắc chắn tôi sẽ không làm vướng chân cô đâu. Biết thế là tốt, miễn là cô tự lượng sức mình. Và đừng làm hỏng việc của tôi, thì tôi cũng sẽ không làm khó cô. Cô gái này trước mặt Chiến Tổng thì tỏ ra hiền hậu. Ngay khi anh ta rời đi, cô ta đã lộ mặt thật của mình. Cô yên tâm, tôi biết mình là ai và cái gì có lợi cho mình. Tôi đi trước. Cảm ơn. Xem ra những lời tôi dặn cô đã quên sạch không nhớ chữ nào. Chiến Tổng, nếu tôi có thiếu sót gì mong anh thẳng thắn góp ý. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm anh hài lòng. Tôi đâu có nói là chuyện công việc. Vậy ý anh là... Đi ăn đã. Cậu kể cho mình chuyện hồi nhỏ của cậu và anh trai cậu đi. Hồi nhỏ anh ấy luôn thích bắt nạt mình, còn luôn muốn biến mình thành trò đùa, làm cho mọi người trêu chọc mình. Chả hiểu cậu thích gì từ anh ấy. Thích một người mà cũng cần lý do à? Mình nhớ từ lúc còn rất nhỏ mình đã muốn làm cô dâu của anh Bắc Bình rồi. Cả đời này mình sẽ không lấy ai ngoài anh ấy. Cô nghĩ cô có thể cưới tôi chỉ vì cô muốn làm cô dâu của tôi? Nếu không muốn làm mất mặt gia đình mình, tốt nhất cô nên từ bỏ những mơ ước hão huyền đấy đi. Bắc Bình à, em xin lỗi. Em biết là nói thích anh ngay khi anh vừa ly hôn là rất nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến anh. Nhưng em tuyệt đối không có ý đó. Thật sự em đã thích anh từ rất lâu rồi. Anh có thể không thích em, nhưng xin anh đừng nói những lời làm em tổn thương được không? Nghe có mùi trà xanh. Đàn ông thường thích thử hương vị trà xanh. Đừng diễn trước mặt tôi nữa. Cô nghĩ mấy trò trẻ con của cô có thể qua mắt được tôi ư? Mau đưa bạn em về đi. Sau này tránh xa loại người này ra. Đi đi. Thấy chưa, mình đã nói rồi. Anh trai của mình thính lắm. Không có gì qua được mắt của anh ấy đâu. Sao anh ấy luôn giữ khoảng cách với mình vậy? Mình đã tìm rất nhiều cách để tiếp cận nhưng luôn thất bại. Sao người phụ nữ khác có thể tự do ra vào nhà của anh ấy, lại còn rất thân mật? Người phụ nữ nào? Chị dâu mình á. Dù cô ta là loại không ra gì, nhưng dù sao họ cũng là vợ chồng. Cô ta ra vào nhà của mình cũng là điều dễ hiểu. Cậu muốn mình tức điên lên đấy à? Sao đột nhiên cậu lại cáu kỉnh với mình vậy? Mình nói đúng mà. Mình đang nói về cô thư ký của anh ấy kia. Thư ký của Bắc Bình làm việc cho anh ấy. Nhưng nhà họ cũng không có vấn đề gì phải không? Thư ký trước đây của anh ấy luôn là đàn ông. Cô ta trông giống một con hồ ly tinh. Cậu thật sự không nhận ra à? Mình thấy chị ấy bình thường mà. Gọi là hồ ly tinh thì hơi quá. Tiểu Trần à, cậu là bạn mình. Cậu không giúp mình cũng được sao lại còn bảo vệ cô ta? Thôi được rồi, đừng nóng. Mình chắc chắn sẽ giúp cậu. Nhưng không thể nói xấu người khác bừa bãi được. Cậu không thấy vì giúp cậu mà mình bị anh trai mắng te to đấy à? Được rồi, lần này là mình sai. Mình xin lỗi. Có gì đâu mà. Trước khi mình trở thành Chiến Tổng phu nhân, con người này vẫn còn giá trị lợi dụng. Xem ra Chiến Tổng rất có sức hút với các cô thiếu nữ trẻ tuổi đấy nhỉ. Cô cứ cười đi. Tôi đâu có cười đâu. Để cho cô đỡ hiểu lầm giữa tôi và cô ta không có gì cả. Chiến Tổng, đây là việc riêng của anh, không cần nói với tôi. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép. Cảm ơn. Hãy nhớ những gì tôi đã nói với cô. Dù là công việc hay đời sống riêng tư, cô là thư ký của tôi, là người của tôi. Cô không được để tôi cô đơn. Chỉ cần làm tốt những việc đó, tôi nhất định sẽ hậu tạ cô hậu hĩnh. Chiến Tổng, từ nay về sau, nếu cô còn làm việc bên cạnh tôi, tuyệt đối không được có tình cảm với tôi. Nhớ đấy. Tôi nhớ rồi à? Cô Tiêu, phu nhân muốn gặp cô. Mời cô đi với tôi. Phu nhân ư? Vâng, là mẹ của Chiến Tổng. Người đến rồi thưa phu nhân. Cô Tiêu, liệu tôi không phiền khi mời cô đến đây chứ?
Thưa phu nhân, bà cho gọi tôi. Mời ngồi. Phu nhân có việc gì cứ việc nói thẳng. Cứ thong thả uống một tách trà đã. Sao? Sợ tôi gây khó dễ cho cô à? Trông tôi có giống người xấu không? Cái đó tùy thuộc vào phu nhân muốn gì. Tôi chỉ muốn hỏi cô, Bắc Bình nhà tôi dạo này thế nào? Có cô gái nào đeo bám nó không? Chiến Tổng luôn đứng đầu danh sách những người đàn ông mà phụ nữ độc thân ở Hương Giang muốn kết hôn nhất. Muốn đeo bám sợ rằng hơi khó. Vậy cô thì sao? Cô có nằm trong danh sách đó không? Cứ chia sẻ thật. Nếu cô thích nó, thì cứ việc cưới. Tôi sẽ không gây khó dễ. Tôi là chỉ là thư ký của Chiến Tổng. Giữa tôi và anh ấy chỉ là quan hệ công việc. Tôi sẽ không bao giờ có bất kỳ ý định nào với anh ấy mà tôi không nên có. Cái gì gọi là không nên có? Tình yêu là một điều kỳ diệu, cũng là thứ khó kiểm soát nhất. Làm sao mà cô có thể chắc chắn vậy? Phu nhân, tôi đã kết hôn. Tôi rất yêu chồng tôi. Ôi, cô rất yêu chồng mình. Tôi có nên tin cô không? Thứ 6 tuần trước con trai tôi ly hôn, cô lập tức ở nhà Bắc Bình, ở đó qua đêm. Cô thật sự yêu chồng mình ư? Bà theo dõi tôi. Tôi không chỉ theo dõi cô, tôi còn kiểm tra rõ ràng lai lịch của cô, bao gồm cả việc cô đã quyến rũ người khác thế nào từ thời còn đi học. Phu nhân muốn gì bà cứ nói thẳng. Tôi muốn cô nghỉ việc, tránh xa Bắc Bình, rời khỏi Hương Giang và đừng bao giờ quay lại. Xin lỗi nếu làm bà thất vọng, tôi sẽ không bao giờ nghỉ việc, cũng sẽ không rời khỏi Hương Giang. Cô có mấy phần xinh đẹp, ngoài kia khối người xinh đẹp hơn cô. Cô có tự tin giữ được Bắc Bình không? Giữ anh ta bên mình không phải việc của tôi. Tôi cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất, rời khỏi thành Hương Giang ngay lập tức. Thứ hai là rời khỏi Hương Giang khi thân bại danh liệt. Tôi tin cô là người thông minh, cô sẽ biết phải làm gì. Phu nhân, tôi làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ là vì muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Hương Giang này, sống một cuộc sống êm đềm. Tôi chưa bao giờ ảo tưởng về bất kỳ người đàn ông nào không thuộc về mình. Tham vọng của cô lớn đến mức nào chỉ mình cô biết. Tôi chỉ cho cô một cơ hội thôi, rời khỏi thành Hương Giang ngay. Nếu không tôi sẽ khiến cô rời khỏi bằng hai đầu gối của mình đấy. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không vì bà mà nghỉ việc, cũng sẽ không rời khỏi thành Hương Giang. Phu nhân, nếu bà có thủ đoạn gì thì cứ việc làm. Tôi biết vị thế của bà ở công ty này cũng không nhỏ. Nhưng bà nghĩ Chiến Tổng sẽ khoanh tay đứng nhìn ư? Liệu anh ta sẽ để yên để bà lộng hành ư? Chức thư ký của tôi tuy nhỏ, nhưng tôi đi hay ở là do Chiến Tổng. Bà hơi tự tin quá về bản thân rồi đấy. Nó là con trai tôi. Liệu nó có thể vì cô mà không nghe lời tôi ư? Vậy thì bà chẳng hiểu gì về con trai mình rồi. Đây là vì công việc. Sẽ chẳng có tình cảm gia đình gì ở đây hết. Tiễn cô Tiêu về. Phu nhân, tôi thấy bà không cần phải lo lắng về cô ta. Có vẻ như cô quá coi thường cô ta rồi. Cô ta chính là người mà mẹ chồng tôi bắt Bắc Bình lấy bằng được. Gì cơ? Cô ta chính là người mà chúng ta đang tìm kiếm sao? Bà ấy sợ tôi gây khó dễ cho cô ta, muốn bảo vệ cô ta. Hơn một năm nay, tôi đã dùng mọi cách, không thể tìm ra thân phận của cô ta. Thật trùng hợp, tôi kiểm tra lai lịch của cô ta, không ngờ lại chính là người bà Bắc Bình kết hôn. Đúng là chỉ có thể xuất hiện ở trên phim. Vậy tại sao cô ta không công khai thân phận của mình? Đó là điều đáng sợ về người phụ nữ này. Cô ta biết Bắc Bình kết hôn với cô ta không vì tình cảm, nên muốn giấu thân phận để gần gũi Bắc Bình, chờ Bắc Bình mắc bẫy. Cô ấy sẽ công khai. Như vậy thì vị trí thiếu phu nhân của cô ta sẽ được củng cố. Nhưng chẳng phải cô ta đã thất bại rồi sao? Bắc Bình luôn nghe lời mẹ chồng tôi. Nó thực sự muốn sống với vợ mình. Chỉ là nó đã nhận nhầm tưởng vợ mình là người khác, nên đã tưởng vợ mình ngoại tình, cho nên nó mới đòi ly hôn.
Thưa phu nhân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đơn ly hôn đã được ký. Một tháng nữa chúng nó sẽ đến ủy ban làm thủ tục ly hôn. Nếu bác Bình biết mình nhầm thì coi như cung cốc. Cho nên trong vòng một tháng này, phải tìm cách để chúng nó làm thủ tục ly hôn mà không gặp nhau. Hoặc là chỉ còn cách để cho cô ta biến mất khỏi đây. Hiểu chứ? Tôi sẽ đi làm ngay. Cái gì? Bác Bình nó nghe được đến đâu rồi? Các người nghĩ muốn đưa người của tôi đi đâu cũng được sao? Chiến tổng, tôi biết sai rồi, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Phu nhân hãy nói giúp tôi với. Con trai, hôm nay là sinh nhật của con. Để mừng sinh nhật con, mẹ đã giúp con tiễn một người phụ nữ bẩn thỉu đã phản bội con thôi mà. Chẳng lẽ các người nghĩ tôi không biết mấy người đã làm gì sao? Không cần biết cô ấy đã làm gì. Nhưng người của tôi chỉ tôi mới được động vào. Bà muốn động đến ai? Tôi không quan tâm. Đừng có động đến người của tôi. Nếu dám động đến thì đừng trách tôi. Có vẻ như nó chưa nghe thấy chuyện gì. Hôm nay anh tới đây là để cảnh cáo mẹ mình không được động đến cô thư ký của mình ư? Có vẻ như Ní vẫn chưa biết thân phận thực sự của cô ta. Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ biết. Chúng ta phải hành động thật nhanh trước khi nó biết hết mọi chuyện. Để nó biết tôi nhúng tay vào. Tôi đã sắp xếp chuyện ổn thỏa rồi. Chỉ cần cô ta còn biết xấu hổ, tôi sẽ cho cô ta rời khỏi Hương Giang theo cách nhục nhã nhất. Sisi, khi nào thì cho chúng mình ăn cố vậy? Cậu nhìn chúng mình này, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi mỗi thiệp mời của cậu thôi. Các cậu cứ chiêu mình. Mình đi có việc chút nhé. Thư ký Tiêu, chân tôi hơi đau. Cô đi lấy cho tôi một ly nước hoa quả đi. Tiêu Tình, tai cô có bị điếc không? Cô Lục, cô lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi vậy? Còn cô chỉ là một con nhà quê. Tôi bảo cô đi lấy, còn dám thái độ với tôi à? Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng là đây chứ đâu. Tôi là thư ký của chiến tổng. Chỉ vì tôi là một thư ký nên cô nghĩ có thể ra lệnh cho tôi. Nếu vậy hãy cố gắng trở thành chiến tổng đi. Đến lúc đó muốn tôi quỳ xuống lau giày cho cô cũng được. Chị ơi, em xin chị, sau này em hứa với chị, em sẽ tránh xa anh Bắc Bình. Chị thả em ra đi, tay em đau quá. Thôi được. Bắc Bình, anh đừng trách chị ấy. Chị ấy không cố ý làm em đau. Tưởng gì, lại giở trò trẻ con, mất hứng. Tất nhiên tôi không trách cô ấy, cô ấy đánh cô. Là cô ý đấy. Cô nên vui vì cánh tay của cô vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không... Anh ơi, chào chị, chúng ta đi chơi trò chơi đi. Mọi người đi đi, tôi không được khỏe. Anh không có hứng, được rồi, chúng ta đi thôi. Sisi, sao tay cậu lạnh thế? Chiến tổng cảm ơn anh. Sao anh không đi chơi? Có điều gì muốn nói với tôi không? Có nhưng không dám nói. Cô Tiêu, nếu cô dám nói với chiến tổng chuyện hôm nay phu nhân tìm cô, ba của cô ở Giang Bắc có vẻ như sẽ cần người chăm sóc đấy. Tôi xin phép đi trước. Tiêu Tình, xin lỗi. Tôi xin lỗi về chuyện hôm nay, nhưng tôi đã xử lý xong rồi. Mẹ tôi sẽ không làm phiền cô nữa, nên cô cứ yên tâm. Tôi biết những bất công mà cô đang phải gánh chịu đều do tôi.
mà một cô gái đang phải trang trải cuộc sống, còn phải chịu đựng những chuyện vớ vẩn. Tôi hiểu chứ? Suy nghĩ. Nếu tôi là chồng cô, tôi nhất định sẽ ôm chặt lấy cô lúc này, sau đó nói với cô, miễn là có tôi ở đây, bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ gánh vác cùng cô. Nhưng tôi với cô chỉ là quan hệ công việc, có những điều không thể đi quá giới hạn. Chiến tổng, thực sự cảm ơn anh. Anh là người sếp tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tự nhiên tâm trạng lại vui hơn rồi, tôi lại không muốn đi nữa. Đột nhiên lại muốn chơi, cô muốn vào trong chơi với tôi không? Thôi được, chúng ta vào thôi. Cô anh lâu tưởng các cậu đi làm chuyện mờ ám rồi chứ. Ôi, làm tôi buồn quá. Người mờ ám nhất là anh mới đúng. Anh đùa thôi ha ha. Si, hai chúng ta là cùng một nhóm. Chúng ta qua bên kia đi. Tiêu Tình, em phải vào vai vợ anh rồi. Không sao đâu. Lát nữa chúng ta về phòng từ từ luyện tập. Tôi thật may mắn khi có thể làm chồng một người đẹp như này. Bắc Bình, có muốn đổi vai không? Không cần, cũng cứng ra phết nhỉ. Kịch bản là do chúng ta chọn, không việc gì phải ngại. Cậu, Bắc Bình cuối cùng cũng chịu lớn rồi. Sao lại là anh? Cậu ấy có việc bận đi trước rồi, nên tôi thay cậu ấy. Vậy cũng được. Trò chơi chính thức bắt đầu. Cửa sẽ bị khóa cho đến khi tìm ra kẻ giết người. Chết tiệt. Tôi nóng quá. Tưởng chỉ là trò chơi thôi chứ. Ôi, làm sao đây? Có người đã cho thuốc vào nước rồi, là ai chứ? Nhưng tôi đã uống nước đâu, cô có thấy mùi gì lạ không? Tôi ngửi thấy mùi này khi tôi vào đây. Tôi tưởng đấy là mùi nến thơm. Vậy có nghĩa là có người đã sắp đặt từ trước. Vốn dĩ việc này là nhắm vào tôi. Căn phòng này vốn dĩ là của mình và Thất Thiếu gia. Chẳng phải là cố tình để mình ngủ với anh ta sao? Như vậy thì mình sẽ mất hết thanh danh và phải rời Hương Giang trong nhục nhã. Không sao đâu. Chỉ cần không có dục vọng thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dáng lên đi Tiêu Tình. Khi còn tỉnh táo tôi muốn nói với anh điều này. Tôi nghi ngờ mẹ anh. Chiến tổng, chuyện này chắc là nhằm vào tôi. Mục đích là để làm tôi mất hết thanh danh. Nhưng điều bà ấu không ngờ là trước khi trò chơi bắt đầu, anh đã thay cho Thất Thiếu. Không thể nào. Khốn kiếp. Ai cũng biết là Thất Thiếu rất hào sắc. Nếu không cậu ấy không đối với tôi, nếu không phải là tôi trong căn phòng này, mà là cậu ấy, thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Tiêu Tình, cô yên tâm. Sau tất cả những việc này, tôi sẽ không để cô phải thiệt thòi đâu.
không được. Tôi đang làm gì thế này? Suy chút nữa là không kiềm chế được rồi. Tiêu Tình, chúng ta phải giáng thêm một chút nữa, cho người đến giúp. Để đề phòng, bây giờ tôi sẽ tránh xa cô. Đừng nhìn nhau, nếu không dục vọng sẽ nổi lên, hiểu không? Phu nhân không ổn rồi, có chuyện gì vậy? Đây không phải là Bắc Bình sao? Chỉ tại thất thiếu lắm trò, cậu ta đổi vai với Chiến Tổng, làm hỏng kế hoạch, mau xóa mọi dấu vết. Phu nhân, người của Chiến Tổng đang ở đó, đổ xuống sông xuống bể hết sao? Không xóa dấu vết để Bắc Bình biết được, hậu của anh có gánh được không? Thưa bà, đây không phải là họ Bình sao? Không kịp rồi, mau nghĩ cách đi. Tôi không quyến rũ anh ta. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Tiêu Tình, dậy đi. Tiêu Tình, cô gặp ác mộng à? Rốt cục cô đang gặp phải chuyện gì vậy? Sao lại bị hại đến nông nỗi này? Bác sĩ Thẩm, tôi không sao. Chiến Tổng, anh ấy ổn chứ? Sức khỏe cậu ấy rất tốt. Loại thuốc lầm đó không nhằm nhò gì đâu. Chiến Tổng, anh không sao chứ? Chiến Tổng, lúc anh đi vắng có người gửi quà sinh nhật cho anh. Tôi chưa dám kiểm tra, sợ có gì đó nguy hiểm bên trong. Mở đi. Cậu chắc chứ? Cứ mở ra đi. Chiến Tổng, cái này là quà của thất thiếu thì phải. Liệu cái này mà được gửi đến sớm hơn trước lúc mọi việc xảy ra, liệu anh ta có dùng không? Mình đang nghĩ gì vậy nhỉ? Mau nhận đi. Sau khi thất thiếu về bảo cậu ấy qua văn phòng gặp tôi. Vâng. Chiến Tổng, tôi đi trước. Mình đang mong đợi điều gì vậy? Đừng cố, lát tôi sẽ châm cứu cho cậu. Nếu cậu muốn cô ấy hiểu tấm chân tình của mình thì phải bày tỏ ra thì đối phương mới cảm nhận được. Rất nhiều người chỉ vì không dám nói ra mà hối hận cả đời. Bình Tâm, thưa Chiến Tổng, cậu điều tra được gì rồi? Có vẻ như có dính dáng đến phu nhân. Tôi cũng chưa dám chắc chắn, cần phải điều tra thêm mới đủ chứng cứ. Đánh xe ra cổng cho tôi để tôi đưa cô Tiêu về. Muộn rồi thưa Chiến Tổng, cô ấy có người đón rồi. Tiêu tiểu thư, thật trùng hợp. Anh là, đừng giả vờ như không quen vậy chứ. Cô đi ăn một mình ư? Tôi đi ăn cùng bạn trai mới có được không? Xem ra vụ ngoại tình là thật. Bắc Bình, anh có muốn nghe chuyện cười không? Cậu muốn nói gì? Tôi vừa gặp vợ cũ của cậu ngay trong quán này. Sao? Muốn qua chào hỏi không? Không có hứng tôi về đây. Dù sao cũng từng là vợ chồng, vẫn nên qua chào cho phải phép chứ. Tại sao? Muốn qua đấy lắm à? Vậy qua đấy mà chào, tôi sẽ gửi lời. Tôi có điều quên không nói với cô. Hôm nay là ngày cô và thân chủ của tôi phải hoàn tất thủ tục. 3 giờ chiều nay nhớ có mặt tại ủy ban. Ok. Gì vậy? Vâng, một trong 3 điều quan trọng nhất mình cần phải làm. Khuyến mãi và tăng lương. Cậu đoán gần đúng rồi đấy. Để mình thông báo luôn. Mình sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn lúc 3 giờ chiều. Mình sắp độc thân rồi. Những ngày vừa rồi không khác gì độc thân, nhưng có một chút ràng buộc.
Giờ thì hết rồi. Điềm lành, điềm lành. Vậy tối nay chúng ta lại phải đi ăn mừng thôi. Tối nay xóa nhé. Lấy trà thái rượu trước. Sâu. Bà con đang đi ăn. Ba của chồng con gặp chuyện rồi, bà ấy đang nằm tại bệnh viện tỉnh. Sisi, khi nào thì cho chúng mình ăn cố vậy? Cậu nhìn chúng mình này, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi mỗi thiệp mời của cậu thôi. Các cậu cứ chiêu mình. Mình đi có việc chút nhé. Thư ký Tiêu, chân tôi hơi đau. Cô đi lấy cho tôi một ly nước hoa quả đi. Tiêu Tình, tai cô có bị điếc không? Cô Lục, cô lấy tư cách gì để ra lệnh cho tôi vậy? Còn cô chỉ là một con nhà quê. Tôi bảo cô đi lấy, còn dám thái độ với tôi à? Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng là đây chứ đâu. Tôi là thư ký của chiến tổng. Chỉ vì tôi là một thư ký nên cô nghĩ có thể ra lệnh cho tôi. Nếu vậy hãy cố gắng trở thành chiến tổng đi. Đến lúc đó muốn tôi quỳ xuống lau giày cho cô cũng được. Chị ơi, em xin chị, sau này em hứa với chị, em sẽ tránh xa anh Bắc Bình. Chị thả em ra đi, tê em đầu quá. Thôi được. Bắc Bình, anh đừng trách chị ấy. Chị ấy không cố ý làm em đâu. Tưởng gì, lại giở trò trẻ con, mất hứng. Tất nhiên tôi không trách cô ấy, cô ấy đánh cô. Là cô ý đấy. Cô nên vui vì cánh tay của cô vẫn còn nguyên vẹn. Nếu không... Anh ơi, chào chị, chúng ta đi chơi trò chơi đi. Mọi người đi đi, tôi không được khỏe. Anh không có hứng, được rồi, chúng ta đi thôi. Sisi, sao tay cậu lạnh thế? Chiến tổng cảm ơn anh. Sao anh không đi chơi? Có điều gì muốn nói với tôi không? Có nhưng không dám nói. Cô Tiêu, nếu cô dám nói với chiến tổng chuyện hôm nay phu nhân tìm cô. Ba của cô ở Giang Bắc, có vẻ như sẽ cần người chăm sóc đấy. Tôi xin phép đi trước. Tiêu Tình. Xin lỗi. Tôi xin lỗi về chuyện hôm nay, nhưng tôi đã xử lý xong rồi. Mẹ tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nên cô cứ yên tâm, tôi biết. Những bất công mà cô đang phải gánh chịu đều do tôi. Mà một cô gái đang phải trang trải cuộc sống còn phải chịu đựng những chuyện vớ vẩn. Tôi hiểu chứ. Suy nghĩ. Nếu tôi là chồng cô, tôi nhất định sẽ ôm chặt lấy cô lúc này. Sau đó nói với cô, miễn là có tôi ở đây, bất kể chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ gánh vác cùng cô. Nhưng tôi với cô chỉ là quan hệ công việc, có những điều không thể đi quá giới hạn. Chiến tổng, thực sự cảm ơn anh. Anh là người sếp tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tự nhiên tâm trạng lại vui hơn rồi, tôi lại không muốn đi nữa. Đột nhiên lại muốn chơi, cô muốn vào trong chơi với tôi không? Thôi được, chúng ta vào thôi. Cô anh lâu tưởng các cậu đi làm chuyện mờ ám rồi chứ. Ôi, làm tôi buồn quá. Người mờ ám nhất là anh mới đúng. Anh đùa thôi ha ha. Si, hai chúng ta là cùng một nhóm. Chúng ta qua bên kia đi. Tiêu Tình, em phải vào vai vợ anh rồi. Không sao đâu. Lát nữa chúng ta về phòng từ từ luyện tập. Tôi thật may mắn khi có thể làm chồng một người đẹp như này.
Bắc Bình, có muốn đổi vai không? Không cần, cũng cứng ra phết nhỉ. Kịch bản là do chúng ta chọn, không việc gì phải ngại. Cậu, Bắc Bình cuối cùng cũng chịu lớn rồi. Sao lại là anh? Cậu ấy có việc bận đi trước rồi, nên tôi thay cậu ấy. Vậy cũng được. Trò chơi chính thức bắt đầu. Cửa sẽ bị khóa cho đến khi tìm ra kẻ giết người. Chết tiệt. Tôi nóng quá. Tưởng chỉ là trò chơi thôi chứ. Ôi, làm sao đây? Có người đã cho thuốc vào nước rồi, là ai chứ? Nhưng tôi đã uống nước đâu, cô có thấy mùi gì lạ không? Tôi ngửi thấy mùi này khi tôi vào đây. Tôi tưởng đấy là mùi nến thơm. Vậy có nghĩa là có người đã sắp đặt từ trước. Vốn dĩ việc này là nhắm vào tôi. Căn phòng này vốn dĩ là của mình và Thất Thiếu gia. Chẳng phải là cố tình để mình ngủ với anh ta sao? Như vậy thì mình sẽ mất hết thanh danh và phải rời Hương Giang trong nhục nhã. Không sao đâu. Chỉ cần không có dục vọng thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dáng lên đi Tiêu Tình. Khi còn tỉnh táo tôi muốn nói với anh điều này. Tôi nghi ngờ mẹ anh. Chiến tổng chuyện này chắc là nhằm vào tôi. Mục đích là để làm tôi mất hết thanh danh. Nhưng điều bà ấu không ngờ là trước khi trò chơi bắt đầu, anh đã thay cho Thất Thiếu. Không thể nào. Khốn kiếp. Ai cũng biết là Thất Thiếu rất hào sắc. Nếu không cậu ấy không đối với tôi. Nếu không phải là tôi trong căn phòng này, mà là cậu ấy, thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Tiêu Tình, cô yên tâm. Sau tất cả những việc này, tôi sẽ không để cô phải thiệt thòi đâu. Không được. Tôi đang làm gì thế này? Xin chút nữa là không kiềm chế được rồi. Tiêu Tình, chúng ta phải giáng thêm một chút nữa. Cho người đến giúp. Để đề phòng. Bây giờ tôi sẽ tránh xa cô. Đừng nhìn nhau, nếu không dục vọng sẽ nổi lên. Hiểu không? Phu nhân không ổn rồi. Có chuyện gì vậy? Đây không phải là Bắc Bình sao? Chỉ tại Thất Thiếu lắm trò, cậu ta đổi vai với Chiến Tổng, làm hỏng kế hoạch, mau xóa mọi dấu vết. Phu nhân, người của Chiến Tổng đang ở đó, đổ xuống sông xuống bể hết sao? Không xóa dấu vết để Bắc Bình biết được, hậu của anh có gánh được không? Thưa bà, đây không phải là họ Bình sao? Không kịp rồi, mau nghĩ cách đi. Tôi không quyến rũ anh ta. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Tiêu Tình, dậy đi. Tiêu Tình, cô gặp ác mộng à? Rốt cục cô đang gặp phải chuyện gì vậy?
Sao lại bị hại đến nông nỗi này? Bác sĩ Thẩm, tôi không sao. Chiến tổng, anh ấy ổn chứ? Sức khỏe cậu ấy rất tốt. Loại thuốc lầm đó, không nhầm nhỏ gì đâu. Chiến tổng, anh không sao chứ? Chiến tổng, lúc anh đi vắng có người gửi quà sinh nhật cho anh. Tôi chưa dám kiểm tra, sợ có gì đó nguy hiểm bên trong. Mở đi. Cậu chắc chứ? Cứ mở ra đi. Chiến tổng, cái này là quà của Thất Thiếu thì phải. Liệu cái này mà được gửi đến sớm hơn trước lúc mọi việc xảy ra, liệu anh ta có dùng không? Mình đang nghĩ gì vậy nhỉ? Mau nhận đi. Sau khi Thất Thiếu về bảo cậu ấy qua văn phòng gặp tôi. Vâng. Chiến tổng, tôi đi trước. Mình đang mong đợi điều gì vậy? Đừng cố lát, tôi sẽ châm cứu cho cậu. Nếu cậu muốn cô ấy hiểu tấm chân tình của mình thì phải bày tỏ ra thì đối phương mới cảm nhận được. Rất nhiều người chỉ vì không dám nói ra mà hối hận cả đời. Bình tâm. Thưa chiến tổng, cậu điều tra được gì rồi? Có vẻ như có dính dáng đến phu nhân. Tôi cũng chưa dám chắc chắn, cần phải điều tra thêm mới đủ chứng cứ. Đánh xe ra cổng cho tôi để tôi đưa cô Tiêu về. Muộn rồi thưa chiến tổng, cô ấy có người đón rồi. Tiêu tiểu thư, thật trùng hợp. Anh là, đừng giả vờ như không quen vậy chứ. Cô đi ăn một mình ư? Tôi đi ăn cùng bạn trai mới có được không? Xem ra vụ ngoại tình là thật. Bắc Bình, anh có muốn nghe chuyện cười không? Cậu muốn nói gì? Tôi vừa gặp vợ cũ của cậu ngay trong quán này. Sao? Muốn qua chào hỏi không? Không có hứng tôi về đây. Dù sao cũng từng là vợ chồng, vẫn nên qua chào cho phải phép chứ. Tại sao? Muốn qua đấy lắm à? Vậy qua đấy mà chào, tôi sẽ gửi lời. Tôi có điều quên không nói với cô. Hôm nay là ngày cô và thân chủ của tôi phải hoàn tất thủ tục. 3 giờ chiều nay nhớ có mặt tại ủy ban. Ok. Gì vậy? Vâng, một trong 3 điều quan trọng nhất mình cần phải làm. Khuyến mãi và tăng lương. Cậu đoán gần đúng rồi đấy. Để mình thông báo luôn. Mình sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn lúc 3 giờ chiều. Mình sắp độc thân rồi. Những ngày vừa rồi không khác gì độc thân, nhưng có một chút ràng buộc. Giờ thì hết rồi. Điềm lành, điềm lành. Vậy tối nay chúng ta lại phải đi ăn mừng thôi. Tối nay xóa nhé. Lấy trà thái rượu trước. Sâu. Bà con đang đi ăn. Ba của chồng con gặp chuyện rồi, bà ấy đang nằm tại bệnh viện tỉnh. Cô Tiêu, chẳng phải tôi đã thông báo với cô 3 giờ chiều có mặt tại ủy ban quận Hoa Đồng để hoàn tất thủ tục ly hôn rồi mà. Đã quá 20 phút rồi sao cô vẫn chưa tới? Luật sư Lý, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Tôi có việc gia đình đột xuất nên không thể tới được. Xử lý xong việc tôi sẽ liên lạc với anh ngay. Xem ra hôm nay anh vẫn chưa thể ly hôn được rồi. Cậu làm thế nào thì làm. Tôi muốn cô ta có mặt tại đây trong vòng 1 giờ nữa. Tôi không thể đợi được nữa rồi. Cô Tiêu, thủ tục ly hôn sẽ chỉ mất vài phút thôi. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn giấy tờ. Cô đến chỉ việc ký là xong. Tôi sẽ cho tài xế đến đón cô.
Giờ tôi không nghĩ được gì nữa, anh đừng gọi cho tôi nữa được không? Tôi hứa sẽ liên lạc lại sau khi bà xong việc. Bà già này, đã nửa ngày rồi mà không vẫn chịu đi. Giao sổ tiết kiệm cho tôi. Không phải cho anh, chẳng nhẽ bà ta định cho con tiêu tình. Khi bà ấy tỉnh dậy, nhất định phải ép bà ta lập di chúc. Không thể để lọt vào tay con oát con kia. Này, không phải chúng tôi đã nói rồi sao? Chúng tôi không có tiền. Sao lại kéo bà ta vào phòng hiện đại vậy? Ai chả biết nằm một ngày trong phòng này giá cắt cổ. Mau đưa bà ta ra đi. Định vào tiền chúng tôi à? Bà ta ra rồi. Chi hơn 10 triệu ra để phục vụ bà ta thì quá là lãng phí. Tiết kiệm được khoản này, tôi còn dùng để trang trí phòng cưới cho con trai tôi. Các người có còn là con người không vậy? Đấy là mẹ các người đó. Sau này còn các người cũng đối xử với các người như vậy đấy. Cậu là bác sĩ, cậu có tư cách gì mà dạy đời chúng tôi? Cậu chỉ đáng tuổi con tuổi cháu chúng tôi thôi. Tôi sẽ kiện cậu. Tôi sẽ bắt cậu trả giá. Cậu phải bồi thường cho những tổn thương tinh thần của chúng tôi. Gọi lãnh đạo của cậu ra đây. Bà ấy vào đây từ tối qua. Nhưng hai người đó không muốn cho bà ấy nằm viện. Họ sợ tốn tiền, cứ liên tục bắt chúng tôi cho xuất viện. Cái gì chứ? Mấy năm nay họ bỏ mặc coi như chúng tôi không tồn tại. Bây giờ còn có mặt mũi làm chuyện này. Khiếu nại. Các người còn mặt mũi khiếu nại. Bác sĩ nói không đúng sao? Mấy năm không gặp, con bé này giờ như con người khác. Chắc chắn là vì lấy được chồng giàu nên mới được như thế này. Thời cơ đến rồi. Đám cưới con trai mình chắc chắn phải nhờ nó giúp cho mới được. Chẳng phải Tiêu Tình đây sao? Đã lâu không gặp, chủ thìm nhớ con quá. Đúng rồi, em họ con sắp lấy vợ rồi đấy. Các người thôi đi. Mày dám ăn nói với chủ thím mày thế à? Chúng ta chào đón mày như vậy mà mày dám hỗn vậy à? Vậy năm đó thì sao các người tìm đủ mọi cách để đuổi tôi đi mất? À mày giỏi. Chúng ta vì máu mủ mà đã bỏ qua chuyện trước đây. Mày còn dám nhắc lại, còn dám lên mặt với chúng tao sao? Mọi người tới đây mà xem này. Xem con tiểu hồ ly này đã làm những chuyện đáng xấu hổ như thế nào. Bà nói ai đấy? Tao nói mày đấy. Hồi mày còn nhỏ tao đã thay mẹ mày chăm sóc mày, mà mày dám làm điều đáng xấu hổ. Dụ dỗ bao nhiêu đàn ông? 3 năm trước, từ lúc còn học cấp 3 nó đã dám dụ dỗ người đã có vợ. Chính tao đã bắt của tang, mày quên rồi sao? À, con hồ ly đấy chẳng phải đang đứng trước mặt tôi đây sao? Mày tưởng mày trốn tới Hương Giang 3 năm xong không ai còn nhớ ý. Vậy để tao nhắc cho mày nhớ. Vết nhơ đấy sẽ theo mày suốt đời. Mau tạm lánh vào văn phòng tôi đi. Chuyện năm đó mọi thứ chỉ là tin đồn. Các người lấy bằng chứng ở đâu? Hai người muốn mọi người tin. Có giỏi thì đưa ra bằng chứng chứ đừng vu khống. Mày nói ai vu khống? Tao vẫn còn bằng chứng rành rành đây, tao sẽ cho mọi người cùng xem. Có giỏi thì mở ra đi. Sao mày cứ bênh con khốn này vậy? À thì ra chúng mày cùng một ruột. Chắc nó đã cho mày ngủ với nó. Cách người đừng có ăn nói hàm hồ. Hai người bị bắt về tội vu khống người khác. Theo tôi về đồn. Cái gì? Sao tự nhiên bắt chúng tôi? Bằng chứng đâu? Chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi đã theo dõi các người rất lâu rồi. Tôi làm gì sai? Gia đình chúng tôi chỉ đang tranh luận. Liên quan gì đến các người? Tôi không còn là con nhóc ngây thơ năm đó nữa. Còn các người vẫn vậy. Không có gì thay đổi cả. Tôi không đứng yên chịu trận nữa đâu. Mày cứ đợi đấy. Cô Tiêu, mọi thứ đúng như cô dự đoán. Không phải tôi đoán. Là họ vẫn là loại người đó. Trước mắt tôi sẽ tạm giam họ. 5 ngày là quá nhẹ cho họ. Hãy cung cấp tất cả bằng chứng tôi đã đưa cho anh. Tôi muốn họ phải nhận được hình phạt thích đáng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Chồng con nó đâu rồi? Anh ấy đang hơi nhiều việc ạ. Bà ơi, chết rồi phải làm gì bây giờ? Sức khỏe của bà đang yếu, đành phải bịa chuyện vậy. Xem ra bà đang giận lắm. Bà ơi, bà muốn gặp cháu rể đến vậy sao? Bà có rất nhiều điều muốn nói với nó. Hay nó sợ bà già lầm cầm này sẽ cằn nhằn nó? Không có chuyện đó đâu ạ. Có con ở đâu anh ấy dám không nghe bà cằn nhằn sao? Xem ra phải gặp anh ta muốn chuyến nhờ anh ta diễn với mình lần cuối vậy. Xem ra có cũng nghe lời con đấy nhỉ? May quá bà chỉ sợ hai đứa không hợp nhau vì chưa tìm hiểu bà kỹ. Bà ơi, bây giờ con phải ra đây một chút. Tiêu Tình. Bà có thứ này muốn đưa cho con. Tìm cho bà cái áo khoác.
Bà đừng vội, con cất nó đi cho bà rồi. Con tháo cho bà miếng vá này. Trong này bà để toàn bộ tiền bồi thường tai nạn cho bố con năm ngoài xưa. Ngoài ra còn có tiền dành dụm của bà. Mật khẩu là sinh nhật của con. Bà ơi, con không nhận tiền của bà đâu. Con còn trẻ có thể kiếm con tiền. Con chỉ mong bà luôn mạnh khỏe. Tiền con kiếm được là của con. Còn số tiền này là của bố con để lại. Một phần là của hồi môn của bà, con cứ cầm đi. Dạ, giờ con nhận rồi. Lát nữa phải tìm cách trả lại tiền cho bà. Đúng rồi. Tiêu Tình, con đã kết hôn được 1.5 năm rồi mà vẫn chưa có cháu cho bà bé à? Bà ơi, bọn con đang kế hoạch. Bọn con còn trẻ mà. Nó đã 28 tuổi rồi. Con thì vài ngày nữa là tròn 24 tuổi rồi. Mấy đứa bằng tuổi con chúng nó một nách hai con rồi. Chồng con nó không nói ra thôi. Sinh con sớm nó mới yên tâm được. Thôi không còn sớm nữa, bà đi nghỉ đi ạ. Bà già này lại lắm chuyện chứ gì. Con với mẹ con đều y như nhau. Phải nghĩ kế để trì hoãn thôi hu hu. Con biết mà. Con vừa được thăng chức chưa đầy nửa năm. Nên giờ con phải cố gắng thể hiện năng lực của mình. Không thì lỡ hết cơ hội. Cũng phải. Gia đình là quan trọng. Nhưng thời buổi này, phụ nữ cần phải có sự nghiệp. Phải biết kiếm tiền. Thì ở nhà mới có tiếng nói. Phải rồi bà ơi, bà quá đúng với danh xưng người bà quốc dân. Luôn cập nhật theo thời thế. Thôi bà nghỉ đi ạ. Cô Tiêu, cô xong việc chưa? Luật sư Lâm có thể chuyển lời tới thân chủ của anh giúp tôi được không? Cô Tiêu, chúng tôi không thể đợi được nữa. Thỏa thuận cũng đã ký rồi, giờ hoàn tất thủ tục ly hôn thôi. Sao cô lại trì hoãn? Không phải tôi cố tình trì hoãn mà là tôi có việc đột xuất. Việc gì? Bà tôi đổ bệnh. Từ lúc nằm viện tới giờ bà cứ hỏi cháu rể mãi. Nếu bây giờ tôi nói sự thật chắc bà tôi không chịu nổi mất. Tôi muốn đợi bà mình sức khỏe ổn định rồi hoàn tất thủ tục. Cô Tư à, nếu muốn cho bà xem mặt cháu rể, chỉ cần dẫn đại một người bạn trai của cô đi là được rồi, cần gì tới thân chủ của tôi. Hôm qua tôi cũng thông báo với anh ấy cô có bạn trai mới rồi. Trời à, lúc đấy lỡ mồm không nghĩ tới tình huống này. Cô Tư à, chúng ta thẳng thắn với nhau nhé. Cô ra giá đi, chúng ta cùng nhau thương lượng. Không phải như vậy, tôi có nỗi khổ của mình. Chỉ cần đợi bà tôi khỏe lại. Đừng để tôi mất kiên nhẫn. Rõ ràng cô không yêu anh ta. Sao cứ 5 lần 7 lượt trì hoãn vậy? Nói đi, cho tôi một con số. Ai cần tiền của các người chứ? Đúng là thần kinh. Tên khốn này của Nhiên không phải là người tốt. Không còn một chút tình người nào. Cô vợ anh lật mặt hơn lật bánh tráng rồi đất. Lại cố tình trì hoãn rồi. Đã hẹn hôm nay đi hoàn tất thủ tục. Giờ cô ta lại bịa ra lý do bà mình bị ốm để trì hoãn. Nhưng bà yên tâm, như thế mà cũng nghĩ ra được. Bà cô ta bị ốm sao? Đấy là những gì cô ta nói. Chuyển cho cô ta một khoản tiền, để cô ta lo cho bà mình. Việc ly hôn đành phải gác lại. Đợi cho đến khi bà của cô ta khỏi bệnh. Cứ vậy đi. Thiếu gia, lão phu nhân đang không tiện nói chuyện. Nói với bà nội tôi. Bà thông gia của bà hình như đang nằm viện. Cái gì? Con nói bà của Tiêu Tình bị ốm sao? Từ khi nào vậy, sao không nói cho ta biết sớm hơn? Chiến tổng có việc gì cứ giao cho tôi. Chị Tiêu xin phỉ phép 10 ngày. Hình như mình nói hơi thừa. Việc này chiến tổng chả biết đầu tiên rồi. Tôi không có tâm trạng. Vâng.
Chiến tổn này làm sao vậy nhỉ? Bốn phải yêu mau cứu em hu hu. Tiêu Tình Trả mấy khi bà có mấy lời muốn dặn con. Thằng cháu bà không chỉ được cái mã mà bị kẻ tính ưa sạch sẽ. Nó có bắt bẻ gì con không? Sau này có gì cần giúp đỡ không? Nhất định phải nói cho bà biết đấy nhé. Là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo. Nó mà quá đáng cứ nói với bà. Dạ con nhớ rồi à. Cháu bà là bố của quá đáng ý chứ. Tiêu Tình, cháu rể của bà đã hết bận chưa? Vâng, để con hỏi anh ấy ạ. Hành Giang, xin lỗi đã làm phiền. Bà tôi bị bệnh nặng, ngày nào cũng nói muốn gặp cháu rể. Tôi không thể giấu được nữa rồi, cho tôi chỉ hoãn chuyện ly hôn thêm vài hôm. Nếu anh không bận, mong anh giúp tôi để nói chuyện với bà được không? Hãy giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chờ bà khỏe lại, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa. Tiêu Tình, hay con gọi điện cho bà nói chuyện trực tiếp được không? Bà ơi, công việc của anh ấy hay phải họp hành nên không tiện trả lời điện thoại. Vậy đành thôi vậy. Nếu anh nhận được tin nhắn, làm ơn trả lời tôi được không? Nếu nhận được tin nhắn, làm ơn hãy trả lời tôi nhé. Cảm ơn vì đã đồng ý khẩn cầu của tôi. Mấy giờ anh có thể qua được vậy? Tôi chỉ gặp bà, chứ không muốn gặp cô. Vậy lúc nào anh qua, tôi sẽ lánh đi chỗ khác. Chiều mai. Khi nào Tiêu Tình đi làm vậy? Em cũng không biết. Địa chỉ tôi gửi cho anh rồi. Khi gặp bà xin anh đừng nói tới chuyện chúng ta sắp ly hôn. Cảm ơn anh rất nhiều. Con đã nhắn anh ấy rồi. Chiều mai anh ấy sẽ qua thăm bà. Tốt quá. Tiêu Tình lần đầu được gặp cháu rể, chắc phải dọn dẹp một chút. Ôi, bừa bộn thế này xấu hổ lắm. Ba ơi, anh ấy là cháu rể của bà mà. Đều là người trong nhà, không nhất thiết đâu ạ. Biết là vậy, nhưng bà háo hức quá. Không biết ngày mai anh ta có lỡ lời không nữa. Chào cậu. Tiểu Giang phải không? Trông con ở ngoài đẹp trai hơn trong ảnh. Nào mau ngồi xuống đi, để bà xem cháu rể nào. Bà nghe nói công việc của con ở Hương Giang rất bận rộn, ít có thời gian cho gia đình. Hai vợ chồng không được gần gũi nhau nhiều hả? Lý Tiêu, tôi muốn nói chuyện riêng với cháu rể tôi. Cô cho chúng tôi chút không gian riêng tư nhé. Bà già này phiền phức thật. Tiểu Giang, cuối cùng con cũng có thời gian đến thăm bà. Bà vui lắm. Đây là điều con nên làm mà. Tiểu Giang, con và Tiêu Tình không có nhiều thời gian tìm hiểu trước khi kết hôn. Dành ít thời gian cho gia đình là không tốt đâu. Con phải cố gắng dành thời gian để vun đắp tình cảm. Sự nghiệp tất nhiên là rất quan trọng, nhưng không được bỏ bê gia đình. Con hiểu không? Vâng. Tiểu Giang, con biết không? Tính cách của Tiểu Thành rất bướng bỉnh. Nhiều khi nó không muốn thể hiện là mình yếu đuối trước mặt người khác. Có chuyện gì cứ để trong lòng. Con hãy chăm sóc tốt cho nó nhé. Dạ. Bà hỏi thật, có phải hai đứa đang giận nhau không? Bà ơi, không phải vậy đâu. Như bà cũng biết, bọn con kết hôn mà chưa có tình cảm. Sau khi kết hôn mỗi đứa một việc nên chưa có thời gian vun đắp tình cảm. Cái gì? Hơn một năm rồi chứ ít gì. Hai đứa đừng hòng qua mặt bà già này. Tiểu Thanh hơn một năm nay ngoài mặt luôn ra vẻ hạnh phúc. Để bà già này đỡ lo, con nói thật đi. Có phải tình cảm của hai đứa đang rạn nứt không? Chẳng nhẽ phải nói cháu gái bà đang ngoại tình sao? Bà ơi, bà nghỉ đi ạ. Hôm khác con lại đến thăm bà.
Tiểu Giang, hai đứa ly hôn rồi phải không? Dạ chưa. Bọn con đang làm thủ tục. Tại sao phải ly hôn? Chẳng lẽ là không hợp nhau sao? Hay là nguyên nhân khác? Chẳng nhẽ không thể cứu vãn được nữa sao? Dạ không. Dù gì cũng cảm ơn con đã nói thật với ba. Con đừng nói với Tiểu Thanh. Để bà nói chuyện với nó. Dạ. Chắc mình đã sai thật rồi. Cứ nghĩ Tiểu Thanh sẽ kiếm FC tấm chồng tốt, nhưng hóa ra lại đem lại gánh nặng cho nó. Bà già này là một người bà không tốt. Tiểu Thanh, vừa nãy Tiểu Giang vừa đến thăm bà đấy. Ôi, nó vừa đẹp trai, vừa chu đáo. Nó còn dặn bệnh viện chuyển bà đến phòng nào yên tĩnh hơn, còn có y tá chăm sóc riêng. Nó chu đáo quá con ạ. Con ở nhà nghỉ đi, không phải vào đây nữa. Bà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Mai con lại vào thăm bà. Này, Tiểu Thanh và Tiểu Giang đều là những đứa trẻ ngoan. Xem ra chúng nó có duyên nhưng không phận rồi. Cảm ơn anh đã đến thăm bà. Bà tôi rất vui. Lại cho gì nữa? Vậy đừng hối hận khi ly hôn đấy. Ai thèm vào hối hận chứ? Mừng còn chưa hết. Sao bà lại đổi sang phòng khác? Bà cần phòng có ánh sáng tự nhiên. Thôi tốn tiền lắm con ạ. Bà à, hôm qua anh ấy nói chuyện gì với bà vậy? Bà không giấu nữa, còn muốn ly hôn thì ly hôn. Bà ủng hộ. Chỉ là anh ấy đang bận công việc thôi mà bà. Bọn con ổn. Lúc trước bà ép con phải kết hôn với nó, vì bà nghĩ nó là đứa cháu của bạn bà. Bà mong con sẽ có hạnh phúc trọn vẹn. Hơn thế nữa, nó còn phải thay bà chăm sóc cho con. Con hiểu mà. Con không cần giấu bà nữa. Không cần chỉ vì bà mà cô cứu vãn cuộc hôn nhân này. Bà không muốn con không hạnh phúc. Bà giờ chỉ có mình con. Ước nguyện của bà lúc này chỉ mong con hạnh phúc. Con biết không, nếu hai đứa ở bên cạnh nhau mà không có tình yêu, sẽ chỉ mang lại đau khổ thôi con ạ. Cứ cố níu giữ nó làm gì. Bà ơi, bà đang nói thật đấy chứ? Con có thể thẳng thắn nói với nó ngay bây giờ, chủ động đòi ly hôn. Dạ được. Tôi sẵn sàng làm thủ tục ly hôn rồi. Ngày giờ tùy anh quyết định. Cô Tiêu, ngày mai 2 giờ chiều có mặt tại ủy ban quận. Nhớ mang theo giấy tờ, thẻ căn cước và giấy chứng nhận kết hôn. Hy vọng lần này cô không trì hoãn nữa. Bà ơi, bà nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì nhớ gọi cho con. Con phải về nhà chuẩn bị giấy tờ. Bà Lão, cháu rể của bà nhìn không phải người tầm thường. Bỏ lỡ cháu rể như vậy thật đáng tiếc. Không phải người tầm thường thì sao? Quan trọng nhất là cháu tôi Tiểu Thanh nó vui vẻ. Nhanh lên, nhanh lên, hàng trước, hàng sau, hay quá chết nề. Bà của mình đồng ý cho mình ly hôn rồi, mình không cần phải giấu nữa. Các cậu giúp mình tìm giấy đăng ký kết hôn nhanh lên. Vậy nhất định tìm thật nhanh, chỉ cần cho bọn tớ 30 phút là tìm ra. Cậu không nhầm nó với túi rác mà vứt đi rồi chứ? Lục tung cả nhà rồi cũng không thấy. Cậu nhớ xem có mang đi đâu không? Hỏi xem có thể làm thủ tục ly hôn mà không cần đăng ký kết hôn không? Tôi sẽ kiểm tra cho bạn. Này, ở đây nói không cần giấy đăng ký kết hôn của cậu cũng được. Chỉ cần anh ta còn giữ giấy đăng ký kết hôn là được.
Ôi may quá, là mình sợ quá tưởng lần này lại phải trì hoãn. Khi nào đi làm thủ tục, cho bọn mình đi với. Xong cái chúng ta đi ăn mừng luôn cho nóng. Không, không, không. Này chị Tiêu, tâm trạng hôm nay tốt vậy. Cậu cũng nhận ra sao? Tất nhiên rồi. Đừng nói là chị có tin vui đấy. Còn hơn cả thế ấy chứ. Tôi sắp được làm tất cả những điều mình thích rồi. Chiến tổng có thể cho tôi xin nghỉ nốt chiều nay được không? Vậy chiều nay hai người đều nghỉ đi. Sếp lại đi đánh lẻ nên mới cho chúng tôi nghỉ hả? Vậy thôi nhé. Không không không. Bắc Bình, vợ anh có vẻ không trì hoãn nữa rồi. Cuối cùng thì không phải chờ đợi nữa rồi. Lải nhải gì vậy? Vợ cậu đẹp thật. Bộ trang phục công sở này kiểu may cho mình cô ấy vậy. Đáng tiếc người cô ấy chọn không phải là cậu mà là người khác. Cậu nói gì? Cô gái đang đứng đợi xe kia. Là vợ tôi. Đừng nói với tôi cậu không biết vợ cậu là ai nhé. Là vợ cậu. Thật đấy. Thử gọi điện thoại xác nhận xem sao. Làm ơn nghe máy đi mà. Còn đứng đó làm gì? Cậu gọi cô ta à? Làm ơn đi mà. Xin em hãy nghe máy đi. Tôi đã có mặt rồi, khi nào thì các anh đến vậy? Giấy chứng nhận kết hôn đúng rồi. Cho tôi xem giấy đăng ký kết hôn. Giờ cậu cần nó làm gì nữa? Nhanh lên. Đúng là cô ấy rồi. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Dù bây giờ cô ấy có đang phải lòng người khác và không dành tình cảm cho mình, nhưng có một sự thật không thể thay đổi, đó là cô ấy là vợ mình. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Còn ngồi đây làm gì? Tôi đổi ý rồi, tôi không ly hôn nữa. Cả hai người đang cố tình đùa tôi đúng không? Lần trước là cô ta đổi ý, giờ đến lượt cậu. Nhìn tôi trông dễ đùa cợt vậy sao? Cậu xuống nói với cô ấy đi. Luật sư Lâm, anh ta đâu? Mê mơ, Hành Giang nói cậu ấy không muốn ly hôn nữa. Đùa tôi à? Mỗi người hoãn một lần là hòa mà. Anh ta cư xử như trẻ con vậy. Chuyện ly hôn có thể đùa được sao? Hay giờ cô cứ về nhà đi. Hôm khác cậu ta đổi ý tôi sẽ thông báo lại sau. Này, được rồi, chuyện lần trước là tôi sai, lần này đến lượt anh ta coi như hòa. Anh có thể báo lại với anh ta cố gắng sắp xếp thời gian hoàn tất thủ tục được không? Cái đó tùy thuộc vào tâm trạng của cậu ta. Được, người đòi ly hôn trước là anh ta. Bây giờ anh ta bảo không là không sao. Phải, anh ta là đồ khốn kiếp. Cô cũng đừng mất công tranh cãi với anh ta. Dù sao tôi cũng chỉ là người ở giữa. Tôi cũng khó xử lắm chứ. Cậu chọc giận cô ta rồi đấy. Còn hai người nữa. Tôi hỏi cậu, cậu coi cuộc hôn nhân này là gì vậy? Năm lần bảy lượt đòi ly hôn. Gạo sắp nấu thành cơm rồi thì lại quay xe. Hay cậu thấy tôi đang rảnh quá nên muốn tạo việc làm cho tôi? Không biết anh ta là loại người gì nữa. Muốn trêu đùa mình sao, thật là tức chết mà. Chuyện ly hôn mà cũng đùa được. Này, có biết lái xe không vậy? Định giết người à? Chiến tổng, sao anh lại ở đây? À, tôi đi ngang qua thôi. Đột nhiên gặp cô nên ghé vào hỏi thăm. Vậy không có việc gì, tôi xin phép về trước. Này, lên xe đi, tôi trở về.
Chiến tổng cảm ơn anh, tôi xin phép lên nhà trước, anh còn gì dặn dò không? Thật sự không nhận ra mình sao? Hay là cô ấy biết hết rồi, nhưng đã có người khác nên không muốn công khai thân phận với mình nhỉ? Chiến tổng, anh có gì cần dặn xin cứ nói. Tôi có nên nói không đây? Tôi có thể giúp gì? Chúng ta làm sao? Không sao. Vậy tôi đi nhé. Anh ta hôm nay bị sao vậy? Không giống thường ngày. Chiến tổng, đây là toàn bộ thông tin về cô Tiêu mà ông yêu cầu. Hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương. Cha cô ấy mất khi cô ấy mới lên năm. Năm tốt nghiệp trung học còn bị lão hàng xóm cưỡng hiếp. Hắn ta còn vu cho cô ấy dụ dỗ hắn ta. Rồi bị chú ruột đuổi ra khỏi nhà. Ngay cả bạn trai lúc đó, dù biết sự thật nhưng vẫn đòi chia tay. Chú và thím của cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Hiện đang bị tạm giam. Được. Giờ cậu làm gì thì làm. Phải cho đôi xúc sinh này sống không bằng con vật cho tôi. Tôi hiểu rồi. Còn gã đàn ông kia thì sao? Còn sống hay đã chết? Hắn vẫn sống ở địa chỉ cũ. Ý anh là cho nó ngủ với Jun đi. Rõ. Tiêu Tình, chỉ vì những chuyện này làm cho em không tin vào tình yêu phải không? Anh sẽ giúp em tìm lại niềm tin vào tình yêu. Anh sẽ giữ lấy em bằng được. Liên hệ ngay lập tức cho tôi đội ngũ y bác sĩ hàng đầu thế giới. Chắc chắn phải chữa khỏi cho bà của vợ tôi. Bà ơi, anh còn đến đây làm gì? Ly hôn thì cũng ly hôn rồi. Tới đây xem bà của anh đã tức chết chưa à? Bà ơi, con sẽ không ly hôn. Tiêu Tình sẽ mãi là vợ con. Con nói gì? Con nói thật chứ? Thật. Bà nói đúng. Tiêu Tình là một cô gái tốt. Con đã hiểu lầm cô ấy. Giờ con sẽ bảo vệ cô ấy và đối xử tốt với cô ấy. Nhưng hình như cô ấy không muốn ở bên con. Muốn bà giúp chứ gì? Nhưng tôi nói trước, vợ là của anh. Bà chỉ giúp anh thôi, giữ được hay không là ở anh. Bà nội, Tiểu Thanh à, làm thủ tục ly hôn có gì khó khăn không? Bên kia hành giang lại rút đơn ly hôn. Nhưng bà yên tâm, cho dù hắn có muốn hay không, sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta. Nó có nói tại sao nó lại rút đơn không? Át hẳn phải có nguyên nhân gì chứ. Hắn không nói lý do. Tiểu Thanh, mặc dù bố mẹ con không còn ở đây để ủng hộ con được nữa, nhưng vẫn có bà nội. Miễn là bà còn sống, sẽ không bao giờ để tên tiểu tử đó bắt nạt con. Để bà gọi điện cho bà của nó, để hỏi cho ra nhẽ, xem bà ấy xử lý thằng cháu của bà ấy thế nào. Bà nói đúng. Chuyện này tôi nhất định sẽ giải thích cho bà và Tiểu Thanh. Con chào bà, thằng nhóc này đúng là rất quá đáng. Lúc đầu nó đòi ly hôn, bây giờ lại rút lại đơn. Nó không coi Tiểu Thanh ra gì. Thằng nhóc này nếu tôi mà gặp nó, tôi sẽ đánh gãy chân nó. Tức quá mà, cứ làm tôi điên lên mới chịu. Bà đừng nóng, cứ bình tĩnh. Tôi biết bà dễ mềm lòng, nhưng không để đặt lòng tốt của mình cho thằng nhóc này được. Hay giờ bà sắp xếp đồ đạc, cùng tôi đến Nam Sơn để dưỡng bệnh. Chúng ta tiêu hết tiền của thằng nhóc đó đi. Ấy bà ơi, tiền chữa trị của bà con để con chi trả được rồi, cũng không tốn bao nhiêu cả. Tiểu Tình, bà nói thế này nhé. Nếu thằng nhóc đấy không ly hôn với con trong hôm nay, thì bà và bà của con nhất định sẽ tiêu hết tiền của nó. Nó sẽ phải trả giá cho sự quá đáng của mình. Bà ơi, bà nghĩ sao? Tiểu Thanh, bà thấy những gì bà ấy nói có lý.
bà sẽ đi Nam Sơn với bà ấy. Từ từ đã, các bà nghe con nói. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, chúng ta cần bình tĩnh nói chuyện. Bà sắp bị thằng nhóc hành giang làm cho tức chết rồi. Làm sao bà có thể bình tĩnh được? Hay ra bà nghe tôi nói, thật ra nó cũng không tệ đến mức ấy. Chẳng qua là chúng ta ép buộc nó vào cuộc hôn nhân này. Không tệ á? Nó đã 28 tuổi rồi, đâu phải trẻ con. Nó có quyền lựa chọn mà. Đâu phải tôi bắt nó làm gì là nó phải làm nấy đâu. Cuối cùng làm cho mọi thứ rối tung lên. Chuyện cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy đâu bà. Bà nội. Tiểu Thanh, bà cũng khỏe rồi, không cần phải nằm viện. Hơn nữa tới Nam Sơn nhiều y bác sĩ giỏi, họ sẽ chăm sóc cho bà. Con không phải lo đâu. Vậy bà nhớ bảo trọng nhé. Khi nào có thời gian con nhất định sẽ đến thăm hai bà. Con còn trẻ cứ dành thời gian cho sự nghiệp. Đừng lo cho hai bà già này. Con mà bận thì bà tới thăm con. Vậy cuộc hôn nhân của mình thì tính sao đây? Mình không muốn bị gọi là ngoại tình. Này, Tiêu Tình, mình tìm thấy giấy đăng ký kết hôn của cậu rồi. Mở ra cho mình xem mặt mũi anh ta thế nào. Ôi, sao tự nhiên mình thấy lo lắng vậy nhỉ? Hồi hộp hơn ngày mình đăng ký. Mình căng thẳng quá. Nếu bạn thấy căng thẳng vậy thì để mình mở cho. Nào, để cậu ấy tự mở. Ôi, thì ra đúng như mình đã ngờ ngợ. Chồng của cậu đúng là sếp của cậu. Chiến tổng có lần đã từng nói với mình, nói vợ anh ta là người Giang Bắc, hơn nữa cũng tên là Tiêu Tình giống mình. Làm sao mà mình lại không nhận ra chính anh ấy? Là chồng mình. Nhìn này, chồng cậu tới rồi. Hôm đó lúc cậu ra ngoài, anh ta cầm một bó hoa lớn đến đây. Tôi tưởng là một tên biến thái. Vừa nhìn thấy Tử Nhân liền rời đi. Anh ta tưởng nhầm Tử Nhân là cậu. Không được, mình vẫn chưa thể chấp nhận sự thật Chiến Tổng là chồng của mình. Nói với anh ấy giúp mình là mình đi vắng. Ô, Tiêu Tình nói cô ấy không có ở nhà. Này, có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng biết hết mọi chuyện rồi. Tôi tới đây là có chuyện quan trọng muốn nói. Có vấn đề gì? Tôi muốn nói với vợ tôi rằng cô ấy là một cô gái tốt. Trước đây tôi đã hiểu lầm cô ấy, vô hình đã tạo khoảng cách giữa chúng tôi. Giờ tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Không biết cô ấy có tha thứ cho tôi không? Tiêu Tình, nếu em là vợ tôi, em sẽ tha thứ cho anh chứ? Đương nhiên rồi. Một anh chàng đẹp trai và chân thành thế này sao không tha thứ cho được? Anh hiểu lầm cô ấy. Nói thẳng ra là không đủ lòng tin, lại tin vào những tin đồn không có căn cứ, lại càng làm cô ấy tổn thương. Tôi thừa nhận tất cả những gì tôi đã làm. Con đường phía trước còn dài, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy từng chút một. Nhé vợ yêu. Sao đột nhiên gọi người ta là vợ yêu? Lúc nãy cậu còn cứng rắn lắm cơ mà chỉ vì hai từ vợ yêu đột nhiên mềm nhũn ra như bún vậy. Đáng nhẽ phải trừng phạt anh ta chứ. Giống như trong phim ấy, bắt anh ta đợi cậu, rồi bắt anh ta quỳ xuống. Dưới trời mưa nữa chứ. Thôi được rồi, đừng trêu mình nữa mà hu hu. Anh làm em giật mình. Tối qua có giả vờ kêu mệt để trốn anh phải không hả? Anh này, dậy thôi, sáng nay còn có cuộc họp đấy. Chiếc vòng cổ anh tặng sao không thấy em đeo? Ai bảo anh tặng em chiếc vòng đắt thế?
đeo 200 triệu trên cổ nhỡ bị cướp mất thì sao? Em đã mua một cái hộp, thật chắc chắn để cất rồi khóa nó lại rồi. Nếu mất, anh sẽ lại mua cho em một cái nữa. Chị dâu, vâng. Hai bà nội có chuyện muốn nói với anh chị. Tiêu Tình Hành Giang hai con phải đẩy nhanh tiến độ lên. À, đúng rồi. Hai đứa muốn làm như thế nào thì làm bà mong có chắc bế lắm rồi. Hai thân già này cũng gần đất xa trời rồi, chỉ đợi tới ngày hai đứa cho chúng ta bế chắc thôi đấy nhé. Lại là em giở trò à, không phải em mà. Nhưng nghiêm túc mà nói, anh à. Đã một năm rồi, hai anh chị định kế hoạch tới lúc nào nữa? Anh xin cô đấy. Vợ à, chẳng nhẽ linh nghiệm vậy sao? Chị dâu có em bé rồi hai bà ơi.